Rồi, xin chào tất cả các bạn. Nghe một bài hát về mai là ngày 20 tháng 11, mình sẽ nghe một số bài hát ca ngợi các nhà giáo Việt Nam. Rồi, cái cô này hát bài này không hay. Mình này và thiếu nhi nó hát hay hơn. Cô người Hàn Quốc hát bài Bụi Phấn giả quá. Khi thời viễn vọng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bụng giảm, có hạt bụi nào vương lên tâm thời. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn để trời em bài học hay. Mai sau lớn lên rồi làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Em yêu phút giây này thầy em giống như bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên
ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tôi còn thơ. Rồi xin chào bạn. Từ bé phải hát hát câu kê. Rồi thông cảm nhé. Lúc sau hình như mới... Rồi mời lại bạn bạn Thị Dũng. Bạn tên là bạn Bàn Tiến Dũng. Rồi xin chào bạn. Bạn giới thiệu sơ qua về bạn một chút đi. Alo. Bạn nghe được gì không? Bạn ấy tên là bạn Bàn Tiến Dũng. Alo. Sao mà... Trời. Mình có hát bao giờ đâu. Không nghe gì cả. Hình như ở mạng ở bên em làm sao á. Thành cục là ở đây các bạn có nghe thấy bạn bạn Thị Dũng nói không? Alo. À. Rồi, ok. Thế cảm ơn bạn nhá. Rồi 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 rồi. Rồi, rồi thế cảm ơn. Rồi xin lỗi vì bạn bạn có một bạn trẻ thì nói chung là bạn cũng mến mộ nhưng mà bạn không nói được cho nên là các bạn là thông cảm. Rồi mình nghe một bài hát nữa. Tức bài hát mai là ngày 20 tháng 11 là ngày giáo nhà giáo Việt Nam. Thánh cùng là riêng bản thân mình ấy, thì mình đã trải qua coi như là tính ra là 12 năm học kể cả từ hồi học mẫu giáo, học ngày xưa học mẫu giáo chỉ học cái lớp mẫu giáo thôi chứ không có nhà trẻ trước gì cả. Sau đó lên Vượng Lòng và 12 năm học và là 12 là tổng cộng là 12 năm học và 5 năm học đại học là 17 năm. Vâng. Đấy 17 năm là học thì cũng có biết bao nhiêu những thầy cô giáo. Vâng. Đã dạy dỗ mình và nói chung là ở những tuổi này rồi thì mình khi mà những ngày lại những ngày này thì mình nói chung là mình rất là nhớ ơn những cái thầy cô đã dạy dỗ để cho mình những người như ngày hôm nay. Vâng. Thì mình các bạn nghe bài hát bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân. Rồi xin chào tất cả các bạn. Bạn mình đang thêm bạn Bùi Công Tâm. Mời lại nhé. Nó từ chối. Ok rồi, từ chối rồi. Tôi sẽ mạng bên bàn mình gì rồi. Mời lại lần nữa rồi. Rồi từ chối thôi. Ok. Rồi, xin chào chú anh.
nói với các bạn là tôi rất là yêu những cái kiểu là người nhà giáo. Trước kia thì trong cái ý nghĩa của tôi ấy, là tôi là người thủy thủ mà, cho nên là đi xa nhà suốt tôi sẽ lấy một cô vợ là nhà giáo. Nhưng mà sau cuối cùng yêu đương thì yêu rất nhiều những cô gọi là nhà giáo, nhưng mà sau cuối cùng là chắc số không đấy được. Rồi, Tâm Cúc Bùi gửi lời đi. Bạn hãy thổi sáo sáo cái bài này. Rồi bạn gửi lời yêu cầu đi. Rồi, xin chào cô Nguyễn. Đó, bạn Tâm có Bùi đâu, bạn gửi lời yêu cầu ấy. Đó, cho bạn thổi sáo bài này hay đấy. Nói chung ngày xưa nhá, hồi ngày xưa mình cũng thổi được sáo trúc. Ở quê thì nói chung là không có điều kiện học đàn guitar hoặc các đàn kia. Nhưng mà đối với ví dụ cái nhạc chẳng hạn sáo trúc mình chơi được và đàn bầu mình chơi được. Nhưng lâu lắm rồi mình bỏ, kiểu chơi amateur thôi, biết chơi thôi, chứ không phải là giỏi. Vâng, chào ông Trần Thị Trung. Đủ rồi. Không, ngày xưa là vì thực tế là ở quê ấy, làm cái đàn bầu thì nó cũng dễ, làm bằng cái đoạn ấy mà làm đàn bầu dễ, mình tự làm. Còn cái dây ấy là bằng cái gọi là cái rồi. Bạn Trương Công Tâm, bạn có lên thổi sáo cái bài ấy không thì mình mời lên. Thì bạn ok mình sẽ mời đây, không thì mình sẽ vào cái chương trình chính ngày hôm nay. Vâng, thì là nhân ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 thì nhân danh cá nhân tôi và tôi cũng đại diện cho tất cả các bạn ở trên diễn đàn này xin chúc tất cả các thầy cô giáo coi như một cuộc sống coi như là mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, coi là những coi các cái thầy cô giáo là những người coi như là lái đò chở khách qua sông, nhưng mà khách qua sông thì là ít người nhớ lại những cái ông lái đò, nhưng mà riêng tôi thì tôi vâng lúc nào cũng rồi. Bạn chuẩn bị dụng cụ thì mình mời bạn lên, mình vui vẻ một tí xíu mình vào chương trình. Nhiều khi mà nói về vấn đề chính trị cũng hơi nặng nề một tí xíu. Rồi, mình mời bạn Bùi Công Tâm. Các bạn cứ ok xong bạn chuẩn bị dụng cụ. Gọi như là góp vui văn nghệ chào mừng các thầy cô giáo vào ngày hôm nay là ngày 19 nhưng ngày mai 20. Rồi, xin chào Dương Nguyễn. Rồi, mình được rồi, mình vẫn cứ chờ thôi, cứ mời thầy, nhưng mà chờ thầy thì các bạn cũng cố gắng chờ thầy một tí xíu. Vâng, đây là thầy, một thầy giáo. Rồi, các bạn chờ thầy Bùi Công Tâm một tí xíu nhé, để thầy biểu diễn một cái tiết mục văn nghệ gửi đến tất cả chúng ta và gửi đến các thầy cô mai ngày 20 tháng 11 ngày nhà giáo Việt Nam. Vâng, chúng mình nói chung là hiện nay là trưởng thành và lên người thì cũng nhờ công ơn dạy tất cả các thầy cô từ lớp mẫu giáo cho đến ngày xưa ngoài Bắc là lớp Vỡ Lòng và từ lớp 1 đến lớp 10 luôn và một số năm coi như là học gọi là học đại học. Vâng. Thôi,
Rồi tất cả các bạn đang chờ thầy Bùi Bùi Công Tâm nhé. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Tôi nhớ là ngày xưa tôi cũng kể chuyện cho tất cả các bạn nghe một cái câu chuyện là cái thời gian mà tôi là học năm thứ hai trường Đại học Hoàng Hải thì là học những ngành kỹ thuật ấy, thì có cái năm thứ hai có một cái nửa môn tức là phải phải xuống xưởng để mà ví dụ là mình học những cái tay nghề thợ ví dụ là hàn này, hoặc là mình học đục hoặc là một cái vâng được rồi đấy thì là có cái thầy tức là thầy cũng là công nhân thôi thầy dạy chúng tôi đó, nhưng mà hồi đó là sinh viên mà mới mới tức là đang trẻ cũng họ cũng háo thắng lắm nhưng mà tức là toàn gọi thầy bằng anh thôi chứ không ai gọi thầy gọi thầy gọi thầy rồi chào anh Bằng, anh nghe rõ không ạ? rõ Rõ. Dạ, thế này, nhân dịp kỷ niệm ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 36 năm thì có lẽ là cũng rất là vui. Em thì 2 ngày nay em cũng tham gia cho hội cha mẹ học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Giao Triều ở thành phố Vũng Tàu. Ok. Chương trình em cũng làm cho các cháu rất là tuyệt vời, là tri ân những thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Thì vừa đi về, của em vừa đi về xong thì cũng rất là vui mừng để lên đây, để có lẽ là cũng một loạt trong những cái tình cảm của bản thân em với các cháu muốn dành đến cái Bây lời giờ này, bây giờ này dạ. mình nói cái giọng hơi vang cho Hơi bạn chuyển vang giới bạn cái chỉ mic thấy ấy. cái mic ấy. Dạ. Bạn thì Quan xịt cái bạn thì mic của chỉnh bạn. cái mic của bạn không? Anh nghe rõ không ạ? Nghe thì nghe Nghe rõ. thì nghe rõ. Nhưng mà Dạ. mình Nhưng giọng mà mình mình bị giọng vang. mình bị vang. Thôi được rồi, Thôi bạn được rồi, bạn cứ cứ biểu diễn. mình không nói gì. Mình không nói gì. Vì là Dạ mình nói vì là giọng nó mình vang. nói giọng nó vang. Nhưng Ok. mà Ok. anh nghe Đó. rõ không? Hả? Anh nghe Đó. rõ không? Nghe rõ. Nghe rõ. Dạ, ok. Thì có lẽ là một trong những cái lời tri ân của bản thân em cũng như là tất cả mọi người hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì cũng là rất là vui. Thì em cũng xin được gửi đến thầy cô giáo, những người thầy đã đi cùng cái chặng đường từ từ thời phổ thông, từ thời học sinh, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến sau này đại học. Thì cũng có cơ hội để gửi đến tri ân này thầy cô. Thì em cũng xin được chúc thầy cô giáo và gia đình thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là có được nhiều học trò chăm ngoan học giỏi. Thì em sẽ gửi tặng một bản nhạc em cũng rất là thích, cũng mới thổi thôi nhưng mà cũng là cái gọi là tình cảm gửi gắm đến thầy cô. Thì em xin chúc đại gia đình của ta là nhiều sức khỏe và em sẽ gửi tặng bài đi học. Mời mọi người cùng nghe. Em cắm lại cái cắm sắt lại cái nghe, sắt nghe này, dắt tai nghe rất tai nghe ở dưới. ở dưới Rồi. Tại vì em chưa có dùng tai nghe. Đây anh chờ em tí nhá. Thấy Rồi, rõ hơn không anh? ok Thấy rồi, rõ hơn không? tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi, Cái hình ảnh nó sáng không anh? sáng, tốt, bây giờ là Ok. tốt hết rồi, bên anh và bên em rồi, ok. Nghe nhạc rõ không ạ? Nghe giảng rất tốt. Chào bé nha, chào bé. Rồi, con chào chứ, rồi, con chào.
nghe được không anh? Nghe được không anh? Dạ. Em quê Nghệ An. Em đến từ Anh Sơn, Nghệ An. Xã Trường Sơn, dạ. Nhưng mà em đang sinh sống ở Vũng Tàu. Dạ, em học dạ, em ở Vũng Tàu ạ, dạ. Xin chào bà con nha. Cái bài đấy em rất thích, nhưng mà thực ra là cái thời gian em tập cái bài đó nó chưa đạt. Thôi, thì thế này đến đâu được. Thôi thế này, để tiếp tục á thì em sẽ thổi cái bài tình ca Tây Bắc được không anh? Ok, bài tình ca Tây Bắc. Dạ, thì bởi vì cái bài Xuân Về Trên Bản Mèo thì em rất là thích, nhưng mà do mình cái thời gian mình tập nó chưa có đủ là cho nên em chưa thổi được. Nhưng mà cái, dạ, có lẽ là thế này, hôm nay cũng là một trong những cái dịp em được chia sẻ cùng với mọi người. Thực ra lâu lắm rồi em theo dõi anh em rất là tuyệt vời. Đó là một những cái tình cảm của tất cả mọi người dành cho những người yêu nước. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay là cái ngày Nhà giáo Việt Nam thì lại bồi hồi xúc động và nhớ đến thầy cô, thì em cũng là một trong cái cơ hội để em chia sẻ với mọi người đó là cái tình cảm. Thì những người con đi xa quê hương ở đâu, nhưng mà cái ngày 20 tháng 11 là cái ngày mà tất cả chúng ta đều hướng đến thầy cô và dành những cái tình cảm tốt đẹp nhất để bạn tặng thầy cô. Xin hỏi bạn ở Vũng Tàu bạn có làm nghề giáo không hay là bạn làm ví dụ? Không, em thế này, em thì em làm bên ngành dầu khí. Dạ, bạn nhưng mà em ở bên công ty phần trừ khí Đông Nam Bộ trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam. Ở Sài Gòn văn phòng của em ở chỗ đường Nguyễn Đức Thọ đấy, PD Gas. Dạ. Mình có rất nhiều bạn bè làm ở bên xí, ở bên doanh nghiệp Việt Xô. Dạ. Dạ, em biết rồi. Dạ, okay. Rất là vui. Bữa nào anh xuống Vũng Tàu thì anh em cà phê. Ok, rồi. Bây giờ nếu vậy thì em sẽ thổi cái bài tình ca Tây Bắc đi ha. Ok, rồi. Đúng là thực ra thì em bể giọng hết rồi, giờ hát không nổi nữa. Okay. Nhưng mà thổi thì em có thể thổi được bài nữa để gửi tặng mọi người. Thì cũng nhân dịp tối hôm nay có lẽ nhiều người bạn của em cũng đang theo dõi. Em xin gửi lời tri ân đến tất cả mọi người, và đặc biệt là cái ngày hôm nay là ngày gọi là cái ngày thế giới của đàn ông, ngày nam giới đấy. Dạ, ngày 19 tháng 11, ngày thế giới của nam giới đấy. Dạ, chúc tất cả các anh nam giới là phải mạnh khỏe, nhưng mà phải luôn luôn là người đàn ông trụ cột vững bước cho gia đình. Dạ, em nghĩ thế. Rồi, ok. Để em sẽ thổi cái bài tiếp theo nhé. Rồi, ok, xin mời bạn. Dạ. Ở miền Nam hướng ra Bắc, hướng ra những người con ở Tây Bắc, những người đồng bào. Dạ. Vừa rồi Tung Vũ đi ra Tây Bắc. Chào con gái nhá.
mới tập thổi sáo thôi, cho nên có những cái nốt nó không chuẩn đó, mọi người thông cảm cho em. Có một số nốt, dạ. Rồi, em xin chào cả nhà. Dạ. Dạ. Rồi, một lần nữa em xin được cảm ơn anh Bằng cho em một cái cơ hội để chia sẻ cũng như là một lời nói tri ân đến thầy cô của em cũng như tất cả các người giáo viên nhân dân trên cả nước. Thì em cũng xin gửi lời chúc đến sức khỏe các thầy cô giáo và gia đình thật nhiều tình thương yêu, và đặc biệt là có được nhiều cái thế hệ học sinh luôn trong ngoan học giỏi và đem lại cái nền tri thức cho đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển. Em chào anh và xin hẹn gặp lại mọi người nhá. Rồi, ok, xin chào. Dạ. Dạ dạ rồi. Khi nào anh đi có dịp anh đi Vũng Tàu anh sẽ. Dạ dạ rồi. Inbox rồi em cho số điện thoại nhá anh. Rồi, ok. Dạ dạ dạ, ok rồi. Em chào cả nhà nhá. Dạ. Bùi Quốc Đông. Dạ rồi, em chào cả nhà. Dạ. Vâng, chương trình hôm nay rất hay. Ngày mai là cái ngày của các thầy cô. Nói chung là nhà mình thì có 3 đứa, nhưng mỗi đứa nó có một cái năng khiếu khác nhau. Con lớn thì cháu gái, cháu hát rất là hay. Ngày xưa là cháu tham gia vào cái đội ca nhà văn hóa thông tin thành phố. Năm lớp 5, lớp 6 cháu đã đi hát ở bên Thượng Hải và Bắc Kinh rồi. Và coi như cháu thứ hai thì là cháu này là cháu trai, cháu thằng này rất khoái thể thao. Và năm học lớp 6 cháu đã đạt được giải đôi cái không chuyên về cái môn tennis của giải nhất ở quận nhất. Và con bé này chỉ thích vẽ, mỗi đứa nó lại một kiểu khác nhau. Cái này là do bẩm sinh thôi, chứ còn bố mẹ cũng chả dạy dỗ mà cũng chả giáo dục gì cả, thích cái gì nó làm cái đấy. Vâng. Thì bây giờ này thôi, bây giờ chúng mình vào cái chương trình chính. Vâng, thì như tôi đã nói với tất cả các bạn là hôm nay tôi sẽ nói về cái, tức là mình cũng nói về cái vai trò của Đảng Cộng sản, nhưng mình nói về cái
tức là Đảng Cộng sản Việt Nam mình là một cái đảng do dân vì dân, cho nên phục vụ nhân dân, cho nên là mình nói về cái nhân bản và tính nhân đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ta. Vâng. Thì ở đây mình cũng chống lại cái luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy ở trong nước. Chúng nó cứ nói là coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là ác với dân. Vâng, đúng rồi, Trương Dân. Mình là đứa con thứ ba thì nó cách thằng lớn nó 14 tuổi, thêm một đứa nữa mà, cho nó vui. Đấy, thì vậy mình thấy là, tức là bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước chúng nó nói là coi như Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là ác với dân. Thì nói chung là ở đây ấy, mình mới nói ngược lại những cái điều mà chúng nói, tức là cái chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là rất là nhân bản và coi như rất là nhân đạo. Vâng, thì bây giờ như tất cả các bạn cũng đều đã hiểu đó, tức là năm 1954 sau khi coi như chiến thắng Điện Biên Phủ thì là bọn thực dân Pháp đã rút khỏi miền Bắc và đã lấy cái vĩ tuyến 17 làm cái lũy tuyến, cái vĩ tuyến tạm thời. Vâng, ở nước ta thì tạm thời coi như chia chia đôi thành hai miền Nam Bắc, thì mình cũng không nói về cái vấn đề lịch sử nữa mà mình chỉ có phản bác lại cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó, của cái bọn mà chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước thôi. Thì năm 1954 thì là mình sẽ ở ngoài Bắc thì tiến hành coi như là vấn đề cải cách ruộng đất, thì là cải cách ruộng đất thì theo tôi nhớ là cũng chia thành hai cái thời kỳ. Thì các bạn đã biết là gọi là cái cải cách ruộng đất rồi, tức là mình chủ yếu là cái làm về vấn đề ruộng đất là chủ yếu, tức là lấy ruộng đất của địa chủ chia cho dân nghèo. Thì là cái bọn chống cộng cực đoan ấy, chúng nó cứ xuyên tạc là coi như là cái năm 1954 thì cả cách ruộng đất coi như là mình coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam rất là ác, lôi coi như là địa chủ ra để mà giết hại. Thì là có cái thằng nó bảo là 300.000, vâng, địa chủ thì bị giết hại năm 1954, thì có cái thằng thì nó nói là coi như là 130.000 địa chủ, vâng, bị giết vào năm 1954. Thì tôi nói với tất cả các bạn này, tôi sinh ra và lớn lên ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ, thì ở nơi đó thì là nói chung là tức là đặc trưng của cái miền Bắc Việt Nam. Thì ngay cả bản thân tôi cái thời gian đó thì khi mà tôi lớn lên thì là các bà các bác các chú thì kể chuyện là coi như là hầu như là ở cái quê tôi, như cả huyện tôi thì hầu như là không có một cái địa chủ nào bị giết cả. Chỉ ví dụ khi cải cách ruộng đất thì những người mà ví dụ là địa chủ ấy, thì người ta sẽ đưa ra ngoài đình để mà ví dụ những người nghèo hoặc bà con tố tức là gọi là đấu tố, tức là coi như là những người nghèo người ta bị ngày xưa bị áp bức bóc lột ấy, người ta chỉ tay chỉ chân, tức là thằng này mà ngày xưa mày gian ác của mày như thế này thế khác thôi, chứ còn bây giờ ví dụ để trường hợp đánh hoặc là giết là không có. Riêng cả huyện tôi thì theo các bà các bác cái hồi đấy là tôi sống ở quê thì các bà các bác kể lại thì nó là như thế. Và riêng bây giờ ví dụ như ông nội tôi hiện nay là 96 tuổi rồi, ông nội tôi cũng sống qua những cái thời kỳ đó rồi, mà ông nội tôi hiện nay rất là thông minh, vẫn còn khỏe, vẫn còn đạp xe đạp đi chơi được. Mà thì ông nội tôi bảo không có, thì chỉ có ví dụ là chỉ có kéo những người gọi là địa chủ mà ngày xưa có bóc lột ấy, ra ngoài đình đấy, thì mỗi làng có một cái đình thì là có bà con các thứ, những người nghèo người ta ra người ta thì tố, thế là ngày xưa là như ngày khác thì mình gọi là đấu tố. Nhưng mà khi ví dụ nghe những cái ví dụ nôi các địa chủ, cứ người nào là địa chủ nôi ra, nhưng mà ví dụ có những địa chủ người ta ví dụ ngày xưa người ta cũng giúp đỡ về cách mạng đấy, thì sau khi mà ví dụ có những cái tin như thế thì là chính phủ mình đã cũng như sửa sai ngay. Vâng, không thì nói chung là đúng rồi, mẹ cái thằng Trung này bắt bẻ quá, nói chung là vẫn còn minh mẫn, không có quên một cái gì hết đấy. Vì ông nội tôi hiện nay còn rất minh mẫn, thì ông nội tôi cũng kể chuyện, thì tôi nói ngay cả cái huyện tôi là cái huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định, nó là đặc trưng của cái vùng Bắc Bộ đấy, thì nó đâu có chuyện mà ví dụ ở cả huyện tôi tức là không bị một cái địa chủ nào bị giết cả. Nhưng bây giờ ví dụ tôi nói với tất cả bạn này, bây giờ mình đưa ra một cái con số thì thấy là, ví dụ là cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước, ngay cả cái hôm mà ví dụ cái con mà cái con Thủy Dương ấy, nó nói
trực tiếp với ở cái kênh của Thái Ngọc Nhiên thì tôi cũng thấy nó cũng nói về cái chuyện mà cái số liệu coi là 300.000 địa chủ bị tức là cái thời gian cải cách ruộng đất là bị giết. Nhưng bây giờ tôi nói với tất cả các bạn nhé, thì là năm cỡ khoảng năm 1954 thì tôi cái số liệu tôi không nhớ chính xác lắm, thì nói chung là cỡ chưa đến cả miền Bắc chưa đến 15 triệu người dân đấy. Thì bây giờ tôi nói các bạn, bây giờ mình đưa ra cái con số 500.000 300.000 người tức là địa chủ bị giết, tức là mình nói 300.000 địa chủ, tất cả địa chủ ở miền Bắc ví dụ cứ khoảng 300.000 thì các bạn lấy coi như là 15 triệu chia cho 300.000 đấy, 15 chia cho 5 thì 3 à, 10, đúng rồi, 15 chia cho 3 thì được 5, tức là 50 người dân thì lại có một địa chủ. Cái địa chủ đâu mà lắm thế, ruộng đất đâu mà nhiều thế, nghe chưa? Thì nói chung là ngay cả cái số liệu đấy người ta đã đưa ra là không chính xác. Mặt nữa bây giờ tôi nói ví dụ như cỡ khoảng 15 triệu dân đi, thì nói chung là ở thành phố thì có các nhà tư sản thôi, chứ ở nhà quê thì mới có địa chủ đúng không? Chứ làm xây ví dụ mình trừ số người ở thành phố thì trừ những ví dụ như là những cái bà con mà ví dụ như những cái người mà con cái của những địa chủ đi đúng không? Phải trừ đi. Thì bây giờ ví dụ như là các bạn thấy không? Làm gì mà có tổng cộng coi như là rồi xin mời Nguyễn Thị Thành lên cùng trao đổi, Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng trao đổi mình. Làm gì mà cái số địa chủ nhiều thế, kể cả có một số bọn nó bảo là 130.000 cũng không phải đúng không? Đấy, số địa chủ ít thôi nhưng mà nói chung là các bạn em đây em bị giết rồi, em phải chạy tá lả tùm lum nhiều rồi, nít quá. Anh tưởng là một người mới thôi, cho nên anh cứ... em nói về cái vụ mà anh vừa nói xong á, thì em nói anh á thì cái mạng bên em hơi yếu rồi. Những người ở cấp dưới làm chứ không phải mà ai mà sai bà bác sai khiến làm ba cái chuyện đó. Khi mà nói chuyện đó thì mình phải nói là lực 10 năm 9 năm. Đúng rồi. Nói chuyện đó thì phải nói là lực 10 năm 9. Không, cái luật 10 năm 9 luật 10 năm 9 ở trong phía Nam, còn cái cải cách ruộng đất thì ở ngoài phía Bắc. Đấy thì anh chỉ nói về cái gọi là cái phía Bắc một tí xíu. Cái cải cách ruộng đất đó là cấp dưới làm chứ Bắc Hồ. Khi đúng mà rồi. Bắc Hồ mà biết vụ đó thì Bắc Hồ đã khiển trách cấp chính dưới quá. Đúng rồi. Đứng lên bác xin lỗi rồi. Thì bây giờ mình cũng không nói chuyện đó. Đâu phải cái chuyện đó là bác sai đi làm đâu. Những người cấp dưới làm. Thì khi mà bác phát hiện ra thì bác cũng lại trách những người cấp dưới rồi. Thì bây giờ mình nói giờ cái đó là cái thời chiến tranh mà. Đúng không? Bây giờ đã làm sai thì bác xin lỗi rồi. Còn cái cấp dưới là đã nói làm gì, người ta làm như vậy thì bác đã khi mà phát hiện ra đã khiển trách những người đó. Thì bây giờ mình nói lại đi, cái ở đâu cũng vậy cũng phải có lỗi lầm. Thì bây giờ lực của Ngô Đình Diệm, cái lực Ngô Đình Diệm ra 10 năm 9 thời chiến tranh nó giết biết bao nhiêu dân mình. Đấy, giết hại bao nhiêu đồng bào mình, nó đem máy chém nó chặt đầu lên khắp tất cả tỉnh miền Nam. Thì mình phải nói lại đúng không? Em nói với anh như vậy thì cho nên á, đã qua chiến tranh rồi, đã đất nước mình phát triển rồi, mình phải chấp nhận cái đất nước mình hiện tại bây giờ, chứ không có nhắc chuyện xưa mà cái chuyện quá khứ của Ngô Đình Diệm thời xưa. Tuổi em hiện nay giờ em còn chưa biết thời đó là ác độc như thế nào, chỉ em biết cái cờ vàng ba sọc đó em còn chưa biết thế nào nữa. Tới sau 2 năm nay em mới biết chống phản động, mới biết cờ vàng ba sọc rồi bao que thế này thế nọ thế kia. Cái chuyện đó là quá khứ. Bây giờ nhắc đi nhắc lại, bây giờ sao nhắc chuyện đó mà không nhắc lại Ngô Đình Diệm, rồi không nhắc lại cái thời chế độ cũ, rồi bắt tay với giặc, rồi giết hại đồng bào nhân dân mình. Cùng nhắc đi là mình phải nhắc lại từ thời chống Pháp, chống Mỹ, ai là cái làm cho tội cái đất nước mình, để đất nước mình nó chiến tranh liên miên như vậy, mình phải nhắc chứ, đúng không? Khi mà trách tội của Bác Hồ thì mình phải trách lại ai là cái người gieo đau thương cho cái đất nước mình. Thì bây giờ phải có đau thương cho đất nước mình thì mới có cái vụ mà cải cách ruộng đất. Đúng không? Đúng rồi. Em hỏi anh bây giờ cái vụ không có ai là cái người gieo đau thương cho cái đất nước mình thời chống Pháp, thời giặc Pháp, thời giặc Mỹ. Thì chính người đó là đem bao nhiêu đau thương lên đất nước mình. Cho nên có cái đau thương đó, tiếp tay cho giặc ngoại xâm đó, thì có những cái chiến chặn giặc đó thì mới có vụ mà cải cách ruộng đất. Chứ không nói đi thì nói lại. Em nói là em nói như vậy tại vì em thấy anh đang nói cái vụ đó em mới xin lên. Rồi, thôi okay. Là em cũng nhường cho người khác nói. Ừ. Chứ thôi là em không lên. Khi thấy anh bạn nói vậy rồi em mới nhảy lên đây. Em quên chào anh chị, thôi nhiên chào tất cả anh chị em. Thấy anh bạn nói vậy cái em phải nhảy lên liền, em phải nói lại liền. Thì đó.
nhiên phải nói như thế này anh chị em, đúng không? Bây giờ nó, bây giờ cái những đứa bao que nó nói là đất nước Việt Nam mình tại sao có cải cách ruộng đất, thì có cái lực cải cách ruộng đất đó, có cái sai lầm cải cách ruộng đất đó, nhưng mà do đâu, do đâu, tội ở đâu mới là không, người cải cách không, ruộng đất đó. Anh nói em này, cái chuyện mình đừng nói cái chuyện là sai lầm do là cải cách ruộng đất. Mình nói chữ cải cách ruộng đất thì mình biết rồi, tức là mình lấy đất của địa chủ chia dân nghèo, đó là những nhân bản của cái chuyện của cái cộng sản. Thì, em hiểu không? Thì đấy, thì em nói anh, thì nó chắc là Bác Hồ mình, đúng không? Nó chắc Bác Hồ. Thì bây giờ mình phải hỏi lại, do ở đâu mới có cái từ cải cách ruộng đất đó? Có phải là những người tiếp tay cho giặc Pháp, giặc Pháp, giặc ngoại xâm, giặc Mỹ đến đất nước Việt Nam chúng ta để mà gieo đau thương không? Đúng rồi. Thì khi mà gieo đau thương cho đất nước mình, Việt Nam mình không? Thì khi mà đánh đuổi giặc rồi thì mới có vụ mà cải cách ruộng đất, nhưng mà Bác Hồ đâu có biết chuyện đó. Mình hãy hỏi đi lại, do ở đâu ra? Em hỏi do ở đâu ra, do ở đâu ra mà có cái chuyện đó. Cho nên á, mình cũng em chỉ lên tới đây em nói như vậy thôi. Nhưng nhường lại cho anh chị em khác lên nói, có gì chút nữa em bay lên, tại có bé Mon em cũng không rồi, có tham gia diễn đàn. Rồi ok. Bạn gái em xuống với em bạn. Rồi ok, anh ơi cảm ơn em. Đấy, tức là mình cũng chỉ phản bác lại cái bọn chống cộng cực đoan ở cái giai đoạn cải cách ruộng đất thôi, đúng không? Từ nói cái từ cải cách ruộng đất đó là cái tính rất là nhân văn rồi, tức là lấy đất của địa chủ chia cho dân nghèo, tức là người cày có ruộng, cái khẩu hiệu của mình đề ra là người cày có ruộng. Vâng, tức là mình cũng phản bác từng những cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó một. Vì thứ hai là chúng nó nói về cái chuyện mà đấy, thì các bạn theo dõi những cái diễn đàn của bọn dân chủ, thỉnh thoảng chúng nó cứ nói là năm 1968, đúng là khi mà cuộc mà tấn công và tấn công ở cái ở Huế đấy, thì chúng nó nói là coi như là mình giết bao nhiêu những cái đồng bào Huế, ví dụ là khi mà bộ đội ta mà khi rút ra, khi mà bị phản công ấy, thì rút ra khỏi Huế, thì nói chung là lấy những người dân làm bia đỡ đạn, nó kia tất cả thứ. Nhưng mà tôi chứng minh cho tất cả các bạn biết là khi ví dụ khi mình phát hiện ra được, ví dụ sau này phát hiện được những hố chôn tập thể ấy, thì nói chung là những vẫn còn những cái vết mà ví dụ những cái xe dùng cái xe ủi ấy, người ta ủi xuống, thì nói chung là khi tôi nói với vâng vào năm Mậu Thân năm 1968, thì khi mà ví dụ là khi mình tấn công vào cái thành Huế, mà khi rút ra thì mình thường mình rút ra có phải rút ào đâu, đúng không? Rút ra theo từng những cái tiểu đội một đó, thì là nói chung cái hồi đấy xe ủi đâu, đúng lúc đấy mà coi như là rút ra để bảo toàn lực lượng thì là không hết, rồi còn coi như lấy cái thời gian đâu mà lấy xe ủi để mà coi là ủi những cái xác chết xuống, đúng không? Thì sau này hình như năm ngoái hay năm kia đấy, thì những cái đạo diễn Mỹ người ta có làm cái phim mà Việt Nam U thì người ta cũng nói rõ về những cái vấn đề này rồi. Vâng, những cái này là ví dụ những xác chết tập thể đó là khi những người dân bị tên rơi đạn lạc, hoặc là những chiến sĩ giải phóng quân bị mất chẳng hạn, thì bọn nó kiểu thu dọn chiến trường ấy, bọn nó dùng xe ủi các thứ đưa xuống một cái hố chôn tập thể. Và chính cách đây 1-2 năm có một nhà báo Anh ấy, người ta cũng sang, người ta khảo sát và người ta cũng viết về những cái vấn đề này. Cho nên là cái bọn chống cộng cực đoan thì lúc nào thì là nói chung là nó cũng vu vào coi như là cái đảng cộng sản mình, coi như là hoặc là bộ đội mình ác. Thì tôi nói với tất cả các bạn, thì từ ngày xưa giờ thì là ngay kể cả hỏi cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước, chúng mày có một cái hình ảnh nào không để chứng minh cho coi như là những người bộ đội coi như là Việt Nam coi như là ác, đúng không? Những người bộ đội hoặc những người cộng sản là nói chung là đã từ dân mà sinh ra, và nói chung là khi mà ví dụ chiến đấu ở chiến trường miền Nam chẳng hạn, cũng được nhân dân yêu quý và coi như là ủng hộ và bao bọc rất là nhiều, đúng không? Cho nên là những người bộ đội và những người cộng sản thì nói chung là sống vì dân. Vâng, thì các bạn cũng hiểu nào, trong có 10 lời thề của quân đội, cũng có, tôi nhớ có một cái lời thề coi như là những người, tức là những người lính thì không có tơ hào đến một cái sợi cái kim sợi chỉ của nhân dân. Vâng, đó là những cái mà rất là nhân bản của những người mà cộng sản. Vâng, còn nữa,
Vâng, còn thì như tất cả các bạn đã biết là cái cuộc tổng tấn công vào mùa xuân năm 1975 ấy, thì các bạn cũng biết là trước cái thời trước cái năm 1975 một tí xíu thì lúc nào chúng nó coi như là vâng thì là chúng nó cũng nói là coi như là khi mà cộng sản tấn công vào vào các thành phố ở miền Nam thì sẽ có một cái cuộc tắm máu, thì chúng nó đe dọa rất là nhiều, thì cũng là làm cho những người dân mà người ta không hiểu biết về gì về những người cộng sản, người ta cũng có một cái gì hoang mang. Nhưng các bạn đều thấy không, thì nói chung là khi đến năm 1975 sau khi mà giải phóng miền Nam mà tất cả các bạn ấy thấy không? Thì sợ đầu tiên thì những người dân ví dụ người ta chưa hiểu biết, người ta còn ngần ngại chẳng hạn, thì sau này các bạn ấy làm gì có cái chuyện mà tắm máu nào, đúng không? Ngay ở ở ở đấy thì thấy là nói chung là cái hệ thống tuyên truyền của cái chính quyền ngụy Sài Gòn ngày xưa nó tuyên truyền rất là láo toét và mất dạy đấy. Thì bây giờ nói chung những người dân mình hiện nay tất cả các bạn cũng đều đã hiểu rồi, không có cái giải phóng miền Nam năm 1975 thì là nói chung là đâu có cuộc tắm máu nào đâu. Khi mà giải phóng miền Nam thì ví dụ là sau đó kêu gọi đấy, những cái người mà ví dụ là đã phục vụ cho cái chính quyền Sài Gòn, tức là ra để tập trung, thì những người nào lính chẳng hạn thì đây như các tất cả các bạn ví dụ các anh chị em Việt kiều hoặc một số những người mà theo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, thì bây giờ các anh các chị cũng đều là chứng kiến cả. Ví dụ như lính thì nói chung là thôi đi gọi là mình gọi là chứ học tập cải tạo không phải, ví dụ đi để cho ví dụ cách mạng giải thích là chính sách của cách mạng như thế này thế khác, thì trong vòng khoảng 1 đến 3 ngày thôi thì những người lính coi như là thôi bây giờ các anh các chị ngày xưa cho phục vụ cho cái chính quyền Sài Gòn rồi, thì bây giờ các anh các chị thì là chúng tôi cũng coi các anh các chị thì coi như là những người dân, giờ các anh các chị ở quê đâu rồi các anh các chị về đấy để cùng nhân dân lao động sản xuất để mà coi như là xây dựng đất nước. Còn lại ví dụ những sĩ quan ví dụ từng cấp úy hoặc trở lên chẳng hạn thì là được đi, tức là phải đi học tập cải tạo, thì tùy theo cấp bậc thì phải coi như cải tạo một số năm nào đấy, thì cái thời gian đấy thì không gọi là nhà tù, không được nhà giam, không phải không gọi là nhà tù, gọi mình gọi là đi học tập cải tạo. Thì bây giờ đấy thì cũng rất nhiều những người mà ví dụ sĩ quan của chế độ ngụy Sài Gòn người ta đi theo dạng HHO thì ở bên đấy, ở bên Mỹ hoặc là bên một số nước kia chẳng hạn, thì thấy không, những cái người cộng sản đâu có ví dụ có tra tấn, đúng không? Vì cho dù coi như là cái các anh các chị mình bây giờ mình cứ gọi là các anh các chị đi, các anh các chị cũng gây bao nhiêu cái tội ác cho những cái đồng bào miền Nam, đúng không? Bắn giết đồng bào miền Nam. Nhưng mà nói chung là thôi, khi mà ví dụ như là mình là người chiến thắng rồi, đất nước được thống nhất rồi, thì nói chung là các anh các chị đi vào những trại cải tạo tự lao động đấy, để mà ví dụ để biết cả cái giá trị đấy của cái sức lao động là gì, và nói chung là vào đấy để học tập đấy chính sách mới của cái chế độ hiện nay, những chế độ do mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vâng, thì đấy các anh các chị có đưa ra được một cái bằng chứng nào không, có bức ảnh nào mà ví dụ những cái giám thị trại giam hoặc những cán bộ ở trong cái chỗ trại cải tạo đó để mà tức là tra tấn không đấy? Bây giờ cái thằng Lục Tiên kia, bây giờ mày sủa cái gì, đúng không? Làm sao mày sủa, đúng không? Chế độ coi như do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo có làm cái điều gì ác với chúng mày không, đúng không? Còn thống nhất đất nước là cái nguyện vọng của toàn thể nhân dân vâng Việt Nam, coi như hay như chúng mày coi như lúc nào cũng muốn làm ngửa ăn sẵn, coi như lúc nào cũng muốn coi như là cái bơ thừa sữa cặn của Mỹ coi như viện trợ sang đây, xong bây giờ chúng mày coi như phải như làm bục mặt ra thì mới đủ sống. Cải cách ruộng đất coi như là ví dụ chỉ có những thằng nào nó quá ác ôn thôi, những địa chủ nó quá ác ôn thì mới bị coi như nhân dân coi như là trừng phạt. Đấy, tao nói với thằng Lục Tiên thế vừa rồi, coi như tao chỉ cần chứng minh bằng số liệu thôi, chúng mày bảo 300.000 địa chủ bị giết thì bây giờ mày chia cho cái tổng số coi như là dân số ở ngoài Bắc hồi đấy là mới là cỡ khoảng đã đến 15 triệu người, đúng không? Thì làm sao ví dụ cứ 50 người là một địa chủ à? Thằng ngu như thế, cả cái huyện tao ở đây
coi như là cái huyện và đặc trưng của cái đồng bằng Bắc Bộ, đâu có thằng nào bị giết đâu, chúng mày coi như là sủa chứ cũng sủa vừa vừa thôi, xuyên tạc vừa vừa thôi, xuyên mình coi như mình nói ra ví dụ để cho những người ta nghe nó hơi lọt lỗ tai một tí, nhưng xuyên tạc quá trời. Đúng rồi, nói chung là mình làm giàu hoặc là như thế này khác, mình làm mình ăn mình sống còn hơn là ví dụ là phải đi ngửa tay ra xin những cái ăn bơ thừa sữa cặn của chúng nó. Đúng, con người phải có một cái danh dự. Mẹ cái thằng Lục Tiên này mày, bố lao một tuyết cho thằng này xuống hầm cầu. Ngu. Vâng, bây giờ này đấy, tức là bây giờ này còn một cái nữa, đó là cái sự nhân bản mà rất là nhân đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với ví dụ đối với một số cái sĩ quan mà phục vụ cho cái chính quyền ngụy Sài Gòn đấy, đúng không? Thì sau khi mà cái thời gian đi ấy về rồi thì theo cái đề nghị của chính phủ Mỹ và được sự chấp nhận. Đấy, mình phải nói được sự chấp nhận của cái chính phủ Việt Nam thì nói chung mới có diện HO, đúng không? Chứ còn bây giờ tôi nói bây giờ ví dụ như cộng sản ác chẳng hạn mà không có một tính nhân văn, không có một tính nhân đạo chẳng hạn, thì nói chung ví dụ Mỹ đề nghị chẳng hạn thì nói chung Việt Nam không cho đi thì là làm gì được, đúng không? Đấy, cho nên là cái diện, cho nên là tất cả mọi người đi diện HO sang Mỹ, sang Úc hoặc sang Canada hoặc một số nước khác thì đó là cái tính nhân bản, tính nhân văn và tính rất nhân đạo của cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, hiện nay cho các người sang bên nước ngoài đấy. Đấy, cho nên là bây giờ ví dụ như là Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là chính phủ Việt Nam cố tình dứt khoát không cho đi thì làm gì được, đúng không? Đấy, cho nên là Mỹ đề nghị các thứ đấy, hiện nay ví dụ anh nào đi cải tạo ở phục vụ trong chính quyền ngụy Sài Gòn ấy, phục vụ ví dụ đi cải tạo chẳng hạn cỡ khoảng độ hình như 3 năm hay 27 tháng trở lên gì đấy thì được đi theo diện HO, thì nói chung là chính phủ Việt Nam coi như là cũng tạo mọi điều kiện để coi như là gọi là chương trình ra đi có trật tự. Vâng, chứ còn bây giờ chính phủ Việt Nam đã dứt khoát không cho đi thì làm gì được, đúng không? Đấy, thì bây giờ đây thì bây giờ tôi phải nói với tất cả các bạn, các anh các chị mà đi theo diện HO ấy, thì là trước khi đi thì bao giờ các anh các chị cũng ký vào một cái văn bản, một cái bản nào đấy, một cái gọi là cái bản cam kết, nghe chưa? Tức là khi tôi mà ví dụ sang cái nước ngoài, nước ví dụ như Mỹ, Canada, Úc hoặc một số nước khác chẳng hạn, thì tôi không bao giờ quay lại chống lại coi như là chính phủ Việt Nam nữa, nghe chưa? Bây giờ cái thằng Nguyễn Phương này, bây giờ mày thích không, mày ok tao sẽ mời mày lên, đúng không? Ngu thì ngu chỗ nào, sai thì sai chỗ nào, đúng không? Mình là đều là người Việt Nam, mình coi như là trao đổi với nhau đâu có gì đâu. Đấy, bây giờ thằng Nguyễn Phương này, bây giờ mày bảo mày khôn, đúng không? Cái gì Bảo Ngọc bảo đem bán rồi nói đem thả ngụy biện, bán là cái gì hả? Coi như là mấy ông đi HO coi như là cho đi mừng rỡ quá để bán cái gì, đúng không? Không có đề nghị của chính phủ Mỹ mà Việt Nam coi như là cố tình ví dụ người ta không cho lên, không cho đi chẳng hạn, đúng không? Thì sao mà trước khi đi thì coi như ông nào cũng ký vào một cái bản cam kết là coi như là khi tôi sang bên nước đấy thì không bao giờ tôi quay lại coi như là chống lại coi như là chính phủ Việt Nam. Thì nói chung là tất cả các ông thử nghĩ lại xem. Thì nói chung cũng một số người khi sang bên đấy thì người ta cũng vì cuộc sống người ta lo làm ăn và người ta thấy cái sự nhân bản của cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thì người ta cũng có người ta lo làm ăn thôi, lo cuộc sống ở bên cái nước sở tại người ta sống. Chứ người ta cũng không coi như là quay lại chống lại cái cuộc sống hòa bình của những người dân Việt Nam và
người ta cũng không chống lại cái Đảng Cộng sản Việt Nam nữa, đúng không? Chỉ có một số kẻ coi như là nó vẫn cứ còn hận thù chẳng hạn. Chứ ngày xưa ví dụ chúng nó chỉ cần nằm ngửa ăn sẵn thôi. Và cái ngày xưa ví dụ nó ở cái cấp gì chẳng hạn thì là chúng nó được Mỹ trả lương, lương nhiều, có nhà to cửa rộng. Nhưng bây giờ ví dụ sang cái nước sở tại chẳng hạn thì cái những nước sở tại người ta chỉ có tức là cung ứng cung cấp cho một số tháng thôi, còn lại là mình phải tự lao động, tự ấy phải tự bằng cái sức lao động của mình. Thì ngày xưa các ông coi như là chỉ cầm súng hoặc nọ kia thôi, chứ bây giờ coi như là sang bên nước sở tại phải lao phải coi như là phải lo cái cuộc sống cho riêng mình. Thì nói chung là các ông sẽ làm những công việc gọi là mình nói công việc rất tầm thường ở bên những nước sở tại, ví dụ là các ông làm neo này, cắt cỏ này, rồi là phục vụ bàn này, thấy chưa? Tức là những công việc gọi là mình ở Việt Nam mình thường gọi là công việc nó gọi là thấp so với lại mọi người. Vâng. Rồi có bạn nào lên cùng trao đổi với tôi không nhỉ? Cái gì? Chí Cường nói gì? Ăn hối lộ là gì? Là hai cộng sản là cái gì? Mẹ viết coi như là mẹ nói chung là bây giờ nói với Chí Cường này, bây giờ ở một cái chế độ nào cũng thế thôi, cũng phải làm, đúng không? Chứ không có một cái chế độ kể cả bên Mỹ cũng thế thôi. Thử xem, thử coi như là mất việc cỡ khoảng 1-2 tháng xem, nhẹ răng ra ngay, đúng không? Chứ còn ở bên đấy cứ nằm ngửa ăn sẵn xem thì cũng là trở thành người hâm nét thôi, đúng không? Bây giờ ở Việt Nam thế. Đấy, hôm nay tôi cũng đọc một cái rồi xin mời Nhật Đông. Đấy, một cái ông ấy là tỷ phú, ông ấy lên nói là mỗi người ví dụ là muốn làm giàu, muốn làm được tỷ phú thì mỗi ngày phải làm việc 25 tiếng chứ không phải là 24 tiếng nữa. Rồi xin chào Nhật Đông. Alo, ân chào chú và chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Tại bên con tắt điện nên con cho thấy mặt thì chú ơi. Ok, không sao cả. Dạ dạ. À, chú cho con hỏi một cái thôi chú, tại con không biết được biết á, là cái chỗ mà mấy cái người mà theo chế độ cũ á, là được cái điều kiện nào mà Mỹ á, nó rước qua theo cái diện HO thì chú? Tức là những người nào mà ví dụ đi ví dụ là cái thời gian mà sau năm 1975 nhá, thì những người nào phục vụ trong cái chính quyền Ngụy Sài Gòn, phục vụ tức là kể cả đi lính hoặc là kể cả ví dụ tham gia công chức mà có một cái tờ ấy chẳng hạn, thì đi thì được, tức là phải đi cải tạo. Mà tức là cái chính quyền mới mình ấy, gọi là chính quyền mà gọi là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì đi học tập cải tạo thì hình như 27 tháng hay là 3 năm gì đấy. Đấy, chú nhớ không lầm thì 27 tháng hay 3 năm thì nói chung được chính phủ Mỹ coi như là ấy đi dạng HO. Thì tất nhiên là ai muốn đi đi thôi, chứ ai không muốn đi sao dạng HO thôi, tôi ở lại Việt Nam. Đấy. Dạ thì okay. Tại vì bà con cũng có đi cái vụ đó mà con không hỏi tới á. Ừ. Yeah. Thì đấy, tức là có đi cải tạo tạo đấy, đi cải tạo cỡ khoảng hai, chú nhớ nói chung không chính xác cái số liệu lắm, nhưng mà cỡ khoảng 27 tháng hay là 3 năm rồi đấy. Tại dạ hình như con nghe là như thật có cái thông tin là 3 năm. Ừ, 3 năm. Dạ. Rồi lúc đó là có nhiều người nói là Việt Nam mình đã ưa chơi cái chiêu là giống như là gần đủ 3 năm, cái mình thả ra là trước một tuần là được, không đủ 3 năm là mấy người đó không được đi. Không, bây giờ cái thời điểm đấy thì chú không biết. Đấy, nhưng mà cũng có cái trường hợp này, cái thời gian đấy thì nó còn quân hỗn quan mà có những người mà ví dụ 3 năm chẳng hạn, như 27 tháng nhưng mà cố gắng rút lót cho cán bộ hoặc như thế nào đấy, cái chuyện đấy theo chúng nghĩ là có, để sao cho đủ 3 năm để mà được đi, cái chuyện đấy có chứ không phải không. Nhưng mà nó không phải đại trà, cháu hiểu không, nó có. Dạ dạ, thì con nghe cũng có nhiều người ở thành phố tôi nói là cái vụ mà Việt Nam này có nhiều là thả trước á, nói chuyên án 3 năm nhưng mà thả trước á. Mình kịch. Không phải, nó có từng chuyên án một, ví dụ khi mà bị nhá. Chú ví dụ là cái này chú không biết cụ thể lắm, ví dụ trung úy chẳng hạn hoặc thiếu úy chẳng hạn. Người ta quy định đi là 3 năm. Đúng không? Là 3 năm chứ không phải là coi như đi mình cái thời gian thả là không phải vậy đâu. Đấy. Tại vì thì còn cái chuyện, ví dụ chú nói với cháu nhá, cái chuyện tiêu cực có không? Chú nghĩ là có. Nhưng mà không phải là đại trà. Nhưng mà thôi mình không nói chuyện tiêu cực, đúng không? Vì nó có mà, đúng không? Thì cái thời của ông nội con á là cũng đi theo lính Việt Nam Cộng Hòa. Mà lúc ông nội con có kể lại á, là kể lại cái thời Việt Nam Cộng Hòa thì lúc đó con nhỏ quá.
con mới để ý tới. Bây giờ lớn lên con mới để ý tới mấy cái vụ mà Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ ông nội con già thì không có kể tới mấy cái vụ đó nữa. Bây giờ hỏi tới thì không nhớ. Đúng rồi. Cái thời đó ông nội con thì đi theo từ thời của ông, trước thời ông Diệm luôn á. Năm mai ông nội con là 90 mấy tuổi rồi đúng rồi. Nhưng mà ví dụ ông nội con thì không được, không phải ở cái có, dạng mà có được, có được đi luôn, có được mà ông nội con có đi, có đúng được rồi. Nghỉ, có được theo cái chuyện ô luôn, nên con không không biết, không hỏi kỹ á. Nên con mới hỏi là cái vụ mà cái chuyện ô đó là xưa lúc trước là cũng được Mỹ bảo lãnh, tính bảo lãnh đi, nhưng đúng mà rồi. mọi con từ chối, Đúng rồi, có từ người chối người từ chối thôi đúng không, người ta mới chỉ đưa đi mà Thì cái mình không thời đi gian đó thôi là đúng không. cái thời gian đó nghe nói được cái thời phần trăm mà đi là với ở lại nước được cũng nhiều đó, chênh lệch không bao nhiêu chứ, cái phần trăm ở lại nước nhiều cũng 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 ngang ngửa phần trăm đi, tại nhiều người ta đâu có muốn xa quê hương đâu. Đúng rồi. Tại vì ở sớm lúc mà mọi con á, là mấy cái người mà bạn có mọi con là cái thời gian nó không ai đi luôn, Thì đúng tại rồi, mọi con thấy có trường việc hợp người ta không ai đi. muốn đi, có trường hợp người ta ví dụ người ta không muốn xa cái mảnh đất coi chôn rau cắt rốn của người ta, thực ra nó không đi thôi, người ta Không vẫn xa, ở muốn lại xa đúng cái mảnh không? đất quê hương á, Đúng rồi. nó đâu có ai đi đâu. Cái thời gian đó thì nói chung quá khứ thì đã trôi qua lâu rồi, mà mấy người kia thì bên kia thì cứ mãi mốc lại, thì mấy người kia thì ở mấy cái người bên hải ngoại á, thì đã đi xa quê hương này, thì cứ ở bản sống được, như sống được sao thì cứ sống đi, cứ chọ mỏ Việt Nam chỉ cho cực đời vậy ta. Không thì bây giờ này như vừa nãy chú giải thích cũng đó là cái do người ta hận thù một số chứ rất ít thôi, chứ còn bây giờ cái đại đại đa số những cái kiều bào hiện nay sống ở Thì nước ngoài người ta giống cũng giống yêu thương đất nước Việt Nam. ông nội con phải nói gì chứ, ông nội con hồi đó cái thời gian đó là đi nha, tạch tiền là cái thiệt, lúc mà về là mấy trăm cây vàng đó chú, theo mà chính quyền Sài Gòn mình theo mấy chục năm, mà theo từ năm lúc mà Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập thì bác ông nội con có đi chứng kiến luôn, mà năm năm 45 á, là ở ngoài Bắc, lúc ở ngoài Bắc trước đâu có đi chứng kiến luôn. Rồi xong cái thời gian đó lúc mà còn nhỏ lắm, lúc mà 45 là ông nội con mới có mười mấy tuổi à, 17 18 tuổi à. Rồi sau mà thầy cũng đi theo Việt Cộng như Việt Minh lúc đó, rồi Minh. xong thấy khổ quá. Khổ quá, khổ quá, rồi xong cái mới trốn vô Nam theo theo cái năm mà 54 á, cái năm 54 á có đi bộ đội mà không có đi trực tiếp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mà lúc có thời gian thì vẫn ở ngoài trong vườn vườn Tây Bắc, nó có vô cái thời gian ở vô vườn Tây Bắc nữa mà. Xong thời gian nói chung ông hỏi con cũng dạng như là phản nè, phản Việt Minh á, như là cực quá, trong gần chịu không nổi. Rồi sau này cái năm 75 á, nhà con thì không có theo đạo Chúa, mà tại vì mấy cái người mà bạn á, là người ta nói thôi mẹ ơi ở đây cực quá mẹ ơi, vô Nam đi chứ còn ở đây thì ở đây cực quá, Đúng vô Nam đi chứ còn rồi. mà Đúng rồi, và xem thì những vùng đất mới nó có sự thay đổi trong cuộc sống không, đúng thử không? phát triển Đúng gì rồi. không. Dạ thì nói chung hình thức cũng vậy đó. Rồi xong cái rồi ông ở cũng đi theo vô Nam chứ không có đi theo đạo Chúa gì nữa. Đúng rồi. Thời gian đó thì cũng có nhiều người đã nói binh lực ở ngoài Nam, ở ngoài Bắc thì cũng đâu phải là nói là ta cũng đâu có nhiều người, ta cũng đâu có như là sống cái thời gian cực quá, ta sống không nổi. Tại ngoài Bắc lúc đó cái mình là muốn mới mới giải phóng, ông ngoại con kể là cái thời đó là cực dữ lắm. Cái vụ mà đánh đi sản thì lúc mà vô thì con chỉ coi để mấy phim tài liệu à. Con thì nói chung là nghiên cứu về lịch sử á, xem thực sự á, là con xem từ lúc 10 tuổi á, là con xem hết tất cả mấy bộ phim tài liệu trên mạng á, con xem hết dần luôn, từ Mỹ rồi cái phim tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa, rồi phim có phim Việt Nam, rồi con coi từ chung là tất tần tật, cái không có bộ phim nào bỏ qua, phim nào mới con ra coi hết Nhưng mà đó. ví dụ Thì như con bọn vừa con coi những cái bộ phim tài liệu lịch sử thì nên nên ví dụ mình có khả năng mình coi hết. Thế sao? Ví dụ nhưng mà ví dụ những cái bộ phim tài liệu lịch sử ví dụ của nước ngoài người ta sản xuất chẳng hạn thì nói chung là mình xem mình phải có cái đầu suy nghĩ và mình phải phân tích đúng không? Chứ cũng có nhiều người người ta coi nhưng mà toàn coi những cái bộ phim mà của cái bọn ví dụ là bọn phản động thôi chẳng hạn thì nói chung là nó tạo cho mình cái nhưng mình phải phân tích, tất cả mình phải phân tích hết. thì con vẫn coi có mấy bộ phim có mấy phản động coi mà, thì con vẫn coi có mấy hết tất cả bộ phim, thì nó nói Đúng coi á, nó, mấy cái tụi phản động thì nó kêu đó là mình coi là phải coi hết tất cả bên nó chứ bên mình coi thử là suy nghĩ ra, Đúng. thì con vẫn coi hai bên. Thì nó nói như sao mà con coi cái thời đó là lúc con chưa biết cái diễn đàn, mấy cái diễn đàn có mấy chú mở ra Đúng. con coi thôi, con coi thì con biết cái này cái kia rồi con coi, rồi xong cái sau này con tìm tòi con thấy chứ mà bên Việt Nam Cộng Hòa thì nói chung là chính quyền của ổng mấy người đó thì nó dựng 20 năm thì mình nó cũng nói chung là đa chắc là không làm gì được cơ dân, con thấy được không làm gì được cơ dân, toàn là nói chung là đi theo cái đường này bám nước Mỹ Đúng không? thiệt.
con thẳng luôn, người con như con người giới trẻ thì con thấy rằng nó thẳng là nó đã bấm Mỹ chứng tiếp. Tại vì quan trọng con thấy một cái quan điểm duy nhất luôn á, là tại sao con ác cảm với tự nó là biết cái gì không chú? Rồi. Là tại vì nói chung là ông cha ta làm ngàn đời nay là ở ngoài phía Bắc, mà tụi nó đưa cho tụi Mỹ dội bom xuống miền miền Bắc, là con thấy ác cảm này, là giống như là giờ các anh hùng liệt sĩ, anh hùng liệt sĩ mà mấy ngàn đời nay của chúng ta ở ngoài Bắc thì chẳng khác gì tụi nó dội xuống tổ tiên chúng ta. Đúng rồi. Thì con nghĩ gì đó, con nghĩ gì đó thì lịch sử chúng ta là mấy ngàn năm nay thì toàn ngoài Bắc không, chứ đâu có trong Nam này đâu. Trong Nam này thì từ Nguyễn Ánh là ông mang cái danh mà đi mang gươm mở cổi đó. Nói chung là ông Nguyễn Ánh á, Nguyễn Ánh thì ông con nó xưa quá thì con phê phán gì, nhưng mà ông á, con tính ra ông cũng kẻ bán nước, ông Nguyễn Ánh á. Đúng rồi. Mà con ấy, mấy cái người nào mà con thấy, nói chung là mấy người nào mà đi theo ngoài mượn danh ngoại bang là con thấy là người thôi là con không thích. Đúng rồi. Thực tế là chú nói với con như thế này, con là người trẻ, con có xem, con quan tâm đến vấn đề lịch sử mà con có cái nhận định rất là hay. Thì thực tế là chú nói với con là nói chung là cái tổ quốc nào, cái dân tộc nào thì cũng phải do những cái người dân ở trong đất nước đấy người ta coi như quản lý và người ta xây dựng, chứ còn không có một cái kẻ Dạ ngoài đúng. ngoại bang nào người ta ví dụ đến người ta mang tiền mang của hoặc là người ta xây dựng cái đất nước cho mình, đúng không? Người ta cũng phải nghĩ đến tổ quốc người ta, coi như là đất nước người ta như, đúng không? Cho nên là những kẻ bên kia ví dụ nó sang bên mình thì nói chung nó cũng nhằm một cái mục đích nào đó để phục vụ cho cái đất nước của chúng nó, chứ không chúng nó không Dạ. bao giờ chúng nó mang một cái gì cho một cái đất nước khác cả, mà chúng nó không có một cái quyền lợi gì, đúng không? Đấy, mình chỉ gọi là công tâm, mình chỉ suy nghĩ vậy thôi. Thì nó đâu có Ừ. như chú á, đi suy nghĩ đi, giống Ừ. như con cứ suy nghĩ nè, nhiều khi á, như chú có khi nào mà chú giúp cái thằng hàng xóm để nó giàu không, Đấy, suy nghĩ đúng. gì đi, mình chỉ lo cho mình thôi, đâu có rảnh, trừ khi là mình có cái quyền lợi gì ở bên đó mình mới giúp thôi, chứ Đúng còn rồi, đâu có cái đúng rồi, hơi chính mà xác. ai mà ra tay mà nghĩa hiệp, giống như là cái đó chỉ trong phim gì khoa học viễn tưởng mới có thôi, còn nghĩ chỉ qua trong khoa học viễn tưởng Đúng mới rồi. có thôi, chứ ngoài đời thì không có đâu. Đúng rồi. Cho nên là bây giờ Nhưng mà chú nói với con là đấy, cứ theo những cái tư tưởng đấy thì là cái đất nước Việt Nam mình hiện nay là thống nhất, non sông Hiền một dải, đúng không? Thì hiện nay coi như là hiện nay là mình đang xây dựng đất nước phát triển lên. Đấy thì cũng tự do mình, không tất cả là do mình hết, cũng chẳng phải do một cái thằng ngoại nhưng bang mà nào nhưng cả. mà con á, dạ nhưng mà con thì thấy cái vụ đất nước thống nhất rất là vui, tại vì con suy nghĩ giống như cái nỗi mà đau chia cắt Bắc Nam á, giống như một người ở trong Bắc, một người ông người Bắc, Đúng rồi. một người trong Nam á, thì giống như bên Triều Tiên á, bên Hàn Quốc kia Triều Tiên á, trời nhìn ta khổ, do giống như có cái bởm con coi cái vụ mà Gặp họp gặp họp nhau quà đúng quà họp gặp nhau gia đình á, không? Đúng rồi. có cái ông kia là cái gì gần hơn 80 tuổi mà phải đi đi đăng ký cái đó để gặp lại chị của mình, như là mẹ của mình ngoài Bắc với chị của mình ngoài Bắc, mà mẹ mình mất mình không thể mình về mình như là mình lễ tang cho mẹ mình luôn. Đúng rồi. Thì nhưng mà tại sao bây giờ, ví dụ bây giờ mình muốn về Bắc, bây giờ như Việt Nam mình giải phóng mình về Bắc mua vé máy bay Đúng ra, mua vé máy bay thẳng ra 2 tiếng tới rồi. đó, Vâng. còn bên Triều Tiên á, ngoài Hàn Quốc bây giờ nó muốn về Bắc nó về đâu có được không? Đúng. Nhưng bây giờ ví dụ như Thì thỉnh thoảng đấy con xem cái bộ phim tư liệu này, ở bên bên Hàn Quốc bên Triều Tiên ấy. Tức là thỉnh thoảng có cái cuộc gặp nhau đấy, hai ông bà già thấy chú cũng thấy là cái kiểu đầu cái bạc phơ rồi, tám mấy tuổi rồi, bắt đầu hai người ôm nhau khóc khóc, thế có cái ví dụ gặp nhau được một ngày chẳng hạn, theo quy định gặp nhau một ngày, sau đó người Nam người Bắc đúng không, thì có đấy có phải là đau khổ, quá đau khổ đấy. Cho nên là dạ đúng đúng chú nói à với không con nhưng là bất kỳ một cái dân người dân nào ở trên một cái bất kỳ một đất nước nào trên thế giới, người ta cũng mong muốn là đất nước ta phải hòa bình, đất nước đấy phải hòa bình thống nhất, đúng không? Đấy, thống nhất dạ non đúng sông liền một dải. Kể cả chú nói với con là trong một cái chương trình chú đã nói ví dụ đất nước bây vừa nãy con nói là cái đất nước Triều Tiên, bây giờ chú nói ví dụ như đất nước Trung Quốc chẳng hạn, đúng không? Bây giờ ví dụ như cái người dân Trung Quốc hiện nay là đất nước hiện nay cũng phát triển, cũng gọi là cũng giàu có rồi, nhưng mà vẫn còn Đài Loan, đúng không? Vẫn còn Đài Loan còn đó. Nếu mà những người nào yêu quê hương, yêu đất nước, yêu dân tộc thì đấy cũng là cái nỗi đau của cái người dân ở cái đất nước dạ đó. đúng Đấy. dạ đúng quá đúng dạ Vâng. thì nhưng mà con á thì suy nghĩ á thì giống như là một đất nước là phải non sông liền một dải, Đúng rồi. chứ mà cái vụ mà giống như mấy cái bọn mà bọn cái bọn không phải như nó như con thì suy nghĩ như mấy cái người ở nước ngoài á, thì cứ suy nghĩ là miền Nam miền Bắc cứ chia ra nhau đi,
cái hỏi cái lực lượng là 554 đã chia ra rồi, thì quân Bắc cứ đưa vô, cứ đưa quân vô xâm chiếm miền Nam làm gì? Thì người ta đã cho gọi là miền Nam miền Bắc là chung anh em rồi, không lẽ bây giờ chia cắt nhau? Tụi nó thì cứ muốn chia cắt, không hiểu chia cắt để làm gì? Không, bây giờ nói chung là như là cái chú nói với con về lịch sử một tí, tức là năm 1954 thì cái hiệp định Geneva thì với gọi là Lý Vĩ Tuyến 17 là vĩ tuyến tạm dạ. thời nhé, tạm thời thôi. Đâu? Tức là để dạ con biết. Để cho con năm 1956 thì mình tổng tuyển cử. Nhưng mà ở bên trong này bọn Mỹ bọn Pháp, bọn Mỹ với bọn Pháp coi như nó phá cái vỡ cái cuộc tổng tuyển cử năm 1956. Thành công là non sông mình nó không nhận một giải nữa ở cái thời kỳ đó. Thì hiệp định 54 là đầu tiên là miền Bắc á, là ra là cái vĩ tuyến 19. Mà phía ngoài là phía 19 á, thì hơn là mình là đi sâu vào trong Nam. Mà người 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 ông Bảo Đại á, Pháp là muốn phải giữ lại được Huế. Mà nên nó mới quyết định là nó nói là vĩ tuyến 17. Rồi. À, vĩ tuyến 16. Rồi xong cái bàn cãi và bàn cãi lại quyết định là lấy được vĩ tuyến 17. Vĩ tuyến 17 thế theo cái gì mà con quên mất tiêu vậy? Là ý là hồi lúc trước là nó cũng chia ra vĩ tuyến 17 một lần rồi. Mà nó lấy được cái vĩ tuyến 17. Theo cái đoạn trước nó là xong cái hành pháp là theo con biết á là xong rồi là chia nhau, thì lúc đó là con coi mấy tài liệu có mấy bọn hạ mấy bên dưới Việt Nam phòng hạ thì nói là cái năm 55 là một chính khách nó theo có người đó một chính khách du học từ Hoa Kỳ về, là đó chính là ông Ngô Đình Diệm đó. Ông Ngô Đình Diệm thì cái cuộc trưng cầu dân ý thì có phim tài liệu có bên đó bên mấy người đó thì nói là trưng cầu dân ý theo hợp lòng dân, hợp ý trời là hợp lòng dân, ta nói là dạ thì có nghe vậy đó. Còn bên trong Nam bên mình nói á, thì là cuộc trưng cầu mà như là ngớ ngẩn nhất trong lịch sử. Thực tế nói về cái lịch sử thì mình cứ theo cái hiệp định Geneva thôi đúng không, ký kết giữa Việt Nam và Pháp đúng không? Chính phủ tức là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Pháp là lấy vĩ tuyến 17 là vĩ tuyến tập thời và năm 1956 phải tổng tuyển cử trong cả nước đấy. Chứ còn dạ, bây đúng, giờ đúng, ví đúng. Dụ như không thể làm nào, ví dụ một quốc gia không thể làm chia cắt thành làm đôi được, cho nên là bây giờ ví dụ bọn Pháp sau đó coi Mỹ nó và cái sau là bọn Mỹ nữa thì nó mới phá cái hiệp định coi như là Geneva năm 1954, thành cùng nó không có cái cuộc tuyển cử năm 1956. Nếu mà có cuộc tổng tuyển cử năm 1956 thì là nói chung là do cái đảng phái nào lãnh đạo cũng được, đất nước ta đã thống nhất nhưng từ mà, năm 1956 rồi. Nhưng mà tụi nó đã muốn ra đảng thì để năm 56 bầu cử thì cũng ra đúng. Đảng rồi. Thì bầu cử năm 56 thì cũng ra đảng rồi. Mà tại vì con theo nghe nhiều tài liệu á, tại vì gần Mỹ nó nói á là Việt Nam mình là rất là như là rất là yêu mến ông Hồ Chí Minh. Nên là ông bọc mày bầu là mày báo là mày thua. Rồi. Nên là mới rồi cháu nói cứ khoảng 1-2 phút nữa thôi thì có một cái chú Trần Tuấn Anh chú muốn lên chú tham gia chương trình. Dạ. Ừ. Thì con nói chia sẻ thêm cái đó là cái gì vụ cái gì nãy con nói chú nghe là cái gì ta. Nói chung là Việt Nam mình á là trải qua nhiều cuộc chiến tranh rồi. Mà hỏi giống như Việt Nam mình đã phát triển như vậy á thì con rất là vui mừng. Rất là sung sướng. Rồi xong cái là mình cũng trải qua chiến tranh này, giống như cái chiến tranh Đông Dương, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới Tây Bắc. Rồi xong bao qua bao nhiêu cuộc chống giận rồi mới bình thường hóa với Mỹ năm 1992. Không, năm 1995 chứ. Đâu? Năm 1992 là bắt đầu mình nói lại quan hệ. Không, mình... năm 1995 mới Việt Nam và Mỹ mới bình thường hóa quan hệ với nhau, và năm 1998 thì bắt đầu với ký kết một số hiệp định về kinh tế. Chú dạ. Cái này chú lắm. Dạ, thì mình nói chung là mình sống một, như là hiện giờ đất nước thì người Việt Nam mình làm chủ. Đúng rồi. Không phụ thuộc vào thằng nào hết. Ai có lợi với mình thì mình chơi với người đó. Đúng rồi. Ai không có lợi thì mình nghỉ chơi. Đó, giống như ngoài đường vậy thôi, đúng ngoài rồi. Đời vậy thôi. Đó. Ừ. Chứ đừng có lên liên đừng có nên mà theo cái nghe lời mấy cái bọn đó. Thì nói chung là con nghĩ á, là chung riêng á, hiện giờ nói chung là người trong nước á là hơn 80-90% là không quan tâm về chính trị.
đúng thì rồi một số người đúng rồi người, đúng rồi người ta chỉ có coi nhận thấy, thấy chú thấy này, ví dụ đất nước mình hiện nay cũng rất là yên bình đúng không, cháu ra đường hoặc cháu đi dạ. chơi đêm nọ kia rất yên bình, cũng không có giặc kiểu năm le nọ kia tất cả các thứ, thì nói chung là người ta cũng chả quan tâm làm cái gì. Nhưng mà ví dụ là ví dụ có một cái kẻ nào nó ngoại xâm ấy năm nay mà xâm lược được bờ cõi đất nước mình, ví dụ như kể cả Trung Quốc, kể cả Mỹ hoặc là một số nước khác chẳng hạn, thì nói chung cái lòng yêu nước của những người dân người ta nổi lên thôi đúng không, để nghe sống kẻ thù vịt. Thực tế là tất cả những người dân đất nước mình đều có lòng yêu nước, yêu tổ quốc và muốn đất nước mình coi như là toàn vẹn lãnh thổ, không có một cái kẻ thù nào gọi là ấy chẳng hạn, không có kẻ thù nào xâm lược đất nước Việt Nam. Dạ riêng con thì không muốn đất nước mình lúc nào cũng yên bình, okay. Không muốn chiến tranh, ừ. Không, nói thiệt thẳng, không có nước quốc gia nào trên thế giới này lại muốn chiến tranh. Đúng rồi. Lúc nào cũng muốn yên bình, ừ. Thì bây giờ muốn chiến tranh nữa có làm việc gì được đâu chú. Đúng rồi. Lo tới ngày mình lo mình chiến tranh thôi. Đúng rồi. Đó, nên con bây giờ con xin xuống và để cho người khác lên chú ơi. Rồi ok. Đã, cảm ơn chú. Rất dạ, dạ. Rất cảm ơn cháu là một người rất là trẻ mà nói chung là cháu đã tìm hiểu lịch sử và cháu có một cái tinh thần yêu đất nước, yêu tổ quốc và yêu cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thì nói chung là chú cũng mong muốn là những cái bạn trẻ nói chung là noi gương những cái người trẻ như cháu để mà ví dụ là biết đất nước mình hiện nay đang phát triển và từng ngày từng tháng chẳng hạn thì nó mang lại hạnh phúc ấm no cho toàn thể nhân dân. Tuy nhiên cũng có các mặt này mặt khác, thì nói chung là cháu hãy tin rằng Đảng Cộng sản mình sẽ lãnh đạo nhân dân, nói chung là sẽ hạn chế những cái vấn đề coi như là tiêu cực hoặc vấn đề tham nhũng nọ kia tất cả các thứ đi. Và hiện nay thì chúng thấy là Đảng Cộng sản mình làm rất tốt, đúng không? Dạ đúng đúng, dạ đúng. Rồi. Dạ Đảng Cộng sản đã dìu dắt mấy chục năm nay đều quá tốt rồi. Rồi trời. Ok, rất cảm ơn những người trẻ như cháu. Rồi ok. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi mình sẽ mời bạn Trần Tuấn Anh. Rồi đang mời Trần Tuấn Anh, Trần Tuấn Anh. Rồi xin chào Trần Tuấn Anh. À chào anh Bằng Nguyễn. Chào em bổ sung mấy cái chuyện mà mấy cái như cái thằng Ngô Đình Hải đó, thì trong đây em có thể là em biết là cái lớp sau này đó, cỡ như Ngô Đình Hải mấy người đang diễn đàn này á, toàn em nghĩ là sau sinh sau năm 75 anh bà anh bạn không bây giờ này, có một số, chú đó. Anh nghĩ là như thế này này, bây giờ ví dụ như mình sinh trước sinh năm sinh sau hoặc là ví dụ nhiều người không chứng kiến cái cuộc cuộc chiến tranh đấy, nhưng mà ví dụ người ta chịu khó người ta tìm hiểu về lịch sử và người ta đọc sách đọc vở thì người ta có một cái chút cái đầu phân tích thì người ta cũng hiểu ra được cái thời cuộc thôi nhé, thì vậy thôi. Dạ. Mà em nghĩ là ví dụ em nghĩ là so sánh đó, ví dụ các bạn phải so mấy người mấy bạn mà lên mà phản biện mà nói bài bản đó trước năm 75 là kinh tế 77 năm 1900 trước năm 75 á là kinh tế nào trước năm 75 mình chia thế nào, có bao nhiêu được nhà bao nhiêu là nhà máy, bao nhiêu khu công nghiệp, anh bạn thấy không đó là đúng rồi. Mình phải nói rõ cho được rồi, các bạn cứ nghĩ là trước năm 75 á là sung sướng thế này nọ, cái đêm có chuyện so sánh ra tại sao một người đi làm mà nuôi 6-7 người đấy, cái đó là đúng rồi thì đúng rồi nhưng bạn đấy sao mà để em nói lên bàn đúng mà, rồi các bạn phải so sánh ra. Tại vì khi trước á, là các bạn là lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, tiền viện trợ vào Mỹ hết trơn. Đấy, là một người lính nói chung á, đã ra là cũng khai thêm cái sinh để mà ăn lương. Đấy, các bạn phải hiểu những cái điều đó. Rồi sau Hiệp định Paris ký kết ngày 27 tháng 1 năm 73, sau khi Mỹ về rồi, tiền đã hết rồi. Lấy cái gì mà là nuôi một bài con đó. Kinh tế trong lúc kinh tế không có. Bao nhiêu lính hồi xưa khi mà 73 về anh bạn có nhiều người phải được về quê làm ruộng đấy. Lính phải đưa vợ con về quê để mà làm ruộng để mà sống chứ. Cái hồi đó là tiền viện trợ ở đâu nữa mà làm. Đã tiền viện trợ hết các viện trợ ở đâu đâu còn chi nữa mà ăn đâu. Còn mình em chỉ nói nè, mấy người nó là họ không có hiểu được cái chuyện đó. Đây á, bây giờ nói như Ngô Đình Hải này, như này, Ngô Đình Hải như này, tôi không biết bạn hiện nay bạn sống ở nước ngoài hay bạn sống ở trong nước. Nếu mà bạn bảo là mình một lũ nhồi sọ nhá, chúng tôi là những người có học một tí xíu. Bây giờ nhá, không thể nhồi sọ được ai, đúng không? Có sách có vở, có internet rồi, chúng tôi đọc sách, chúng tôi tìm hiểu và chúng tôi phải có cái đầu phân tích. Nếu bạn thích lên trên diễn đàn này, bạn phản biện một cách lịch sự, tôi sẽ mời bạn lên. Ok, rồi xin mời tôi này.
Còn tôi nói với các bạn á, nhiều lúc các bạn kêu cái Việt Nam là bán đảo Trường Sa, thì các Rồi, bạn có đến biết một năm phút. 1900 đã, năm 1974 mà khi mà Trung Quốc chiếm hòn đảo Trường Sa thì các bạn có biết hạm đội bãi của Mỹ cách Hoàng Sa bao nhiêu không? À, mà tại sao lại Mỹ không vô can thiệp vô để mà đánh Trung Quốc để lấy đảo lại cho Việt Nam Cộng Hòa? Các bạn mới hiểu điều đó chứ. Các bạn nên tìm hiểu lại đi, đạp cho kỹ càng vào. À, rất đạp kỹ càng vào, cứ đừng không phải là hận thù là mới hận chiều đi. Kinh tế bảy lại trước 75 á, bảo đảm miền Nam á, rất là lạc hậu, không có gì hết. Hồi nó chỉ có sản xuất ra những mấy cục xà phòng là Cô Ba nè, tôi nhớ là cà phòng Cô Ba nè, bánh tôm là ở Sa Đéc nè đấy, rồi là chỉ có được cái xe là đá 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 xô Đà Lạt thôi đấy. Các bạn phải tham khảo lại tên nó Google cho rõ ràng, mà trong cái Google đó là nó có nhiều cái phản biện lắm. Ok, như các bạn nói là cải cách ruộng đất, tôi nói cải cách đất là đây chẳng qua là cải cách ruộng đất á, khi mà thống nhất đất nước đầu cải cách đất là đang là chúng ta phá xóa bỏ phong kiến đấy, trừng trị tụi cường hào ác bá đấy. Cái đó là các bạn phải hiểu có một cái điều đó. Còn đính chính của những cái luận điệu mà xuyên tạc kêu cải cách đất là giết người là sai hoàn toàn, tại vì bắt các bạn đạp trong đó các bạn sẽ hiểu có một nào là đúng và một nào là sai thôi. Các bạn là tràn lan, các bạn thấy cái nào sai là các bạn đưa lên đấy. Tôi nói rõ bác, tại vì rằng một khi mà giải phóng năm 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 tư rồi là chế độ xã hội chủ nghĩa rồi là phải công bằng ruộng đất, không có ai mà là không lẽ bạn có 10 hecta mà dân không có, phải chia đều ra người nào cũng dân lao động, người nào có ai mà người cường bào địa chủ đã bóc lột biết bao nhiêu. Rồi các bạn cũng còn mơ mơ tưởng là Sài Gòn là Hồ Ngọc Viễn Đông. Các bạn kỹ đi, nhưng đi phân tích rõ cái Hồ Ngọc Viễn Đông đi. Tôi nói các bạn Hồ Ngọc Viễn Đông là gì? Hồ Ngọc Đông đó là do thực dân Pháp nó dựng lên thôi. Đấy, cái chủ đồng điền cao su là bao nhiêu đồng điền cao su để nó tới nó hưởng thụ, nó hút chích chứ thôi chẳng là cái gì hết trơn. Các bạn cứ nghĩ là Hồ Ngọc Viễn Đông đó là Pháp dựng lên để là một chốn ăn chơi của tụi bóc lột nhân dân lao động thôi, cao su đồ trong đồng điền này thôi, chứ không phải là Hồ Ngọc Viễn Đông. Còn bây Giờ giờ tôi này tôi bây giờ mới à, xin lỗi Trần Tuấn Anh như thế là này, cái chương trình của mình ấy thì nói chung là bây giờ mình nói thế rồi thì nó rộng mà nó lan man quá. Cái chương trình của mình hôm nay ấy thì nếu mà bây giờ Tuấn Anh biết thì Tuấn Anh tham gia cùng mình, tức là chương trình của mình hôm nay chủ yếu nói về cái tính nhân văn, nhân bản và nhân đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, những cái gì ví dụ Dạ đúng, thì đấy. ok. Chứ còn vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa hoặc ví dụ tại sao vừa nãy mình lại nói cái chương trình HO thì nó ở cái tính nhân đạo, Dạ đúng hoặc là sau năm 1975 thì có chuyện tắm máu không thì đó là cái nhân đạo đấy. Và ví dụ như cái mình thấy cái tính chất nhân đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều lắm. Ví dụ các bạn có khả năng bạn kể cái chuyện cái những cái cuộc biểu tình đấy, ví dụ là về Formosa, ví dụ nhất là mấy cái tỉnh miền Trung hoặc do một số giáo xứ người ta xảy ra, thì xem là Đảng Cộng sản Việt Nam ví dụ không phải là cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam mà do ví dụ cái bọn tư bản nó ấy đi, thì ví dụ không phải vì tính nhân đạo nhân bản, thì nói chung là những cái chuyện biểu tình cướp cái ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà thì mình sẽ xử sự như thế nào, hoặc như nào đấy mình nói về cái tính nhân đạo thì nói chung nó thì nó hay hơn, thì mình gom gom về một cái ấy. Chứ còn ví dụ mình nói lan man tại rộng. vì thế, đúng rồi, tại vì theo theo giáo dục nếu mà nếu ta nói về Đảng Cộng sản tham rất là nhân văn, các bạn đừng nghe lời tuyên truyền là nó bác vào nó đánh đập thế này, không có đâu. Nói chung á, là khi bắt ý thức tôi cũng thay mấy cái diễn đàn, tôi thay tất cả những đàn Tân Thái là có xúi dục dân. Hồi sáng tôi có hỏi hắn là nếu dân xuống đường bắt bỏ tù là ai lo hả, ai lấy một miếng cơm miếng áo của họ mà trăng lại đi ra đi xúi dục cho nó. Mà tôi chỉ nói còn cao nói cao, cao năm na cười thôi, mơ hồ, tôi dùng cái từ mơ hồ. Bởi tôi nói là có những người ví dụ như bình thường, ví dụ như cỡ mà phải nên nhận thức người dân, còn Đảng Cộng sản Việt Nam mình á là họ lo từ cải cách đất nước, xây dựng đất nước lên, từ các Đúng cho bạn ta. đi từ Nam tới Bắc, các bạn đi từ Nam tới Bắc thì các bạn thấy không, thành phố nào cũng mở mang hết trơn đấy, thành phố nào cũng mở mang giáo dục đấy, cảm thấy như
tôi nói ở một tính nhân văn cao, các bạn thấy không, các nước phát triển mà con người cũng phát triển rồi, các bạn nhìn thấy đội U23 toàn bộ là cũng như tổ chức đó, cái tầm hậu trước đó là khác rồi, giờ trừ bất thắng cầu thủ giờ này rất là cao, đó là cái sự quan tâm của đảng lo cho nhân dân từ vấn đề văn hóa thể thao rồi cũng như là đầy đủ cho lo từng ly từng tí. Các bạn cứ nói là đảng cộng sản là giết người với cổ, tôi thấy các bạn tại sao các bạn không bao giờ các bạn hiểu được những người trong trong nước như tôi ra, tại vì tôi đã sống trong một đất nước tôi biết chứ đó. Cứ còn cái ngày đêm á là các bạn cứ tuyên truyền cái này cái nọ, mà tôi nghĩ là các bạn tuyên truyền như vậy á là các bạn tự thẳng lấy lòng các bạn thôi, tại vì họ kêu sống đừng có nói láo, nói láo thành ra là một cái thói xấu đi, biết không? Bạn hận thù chẳng được, bạn hận thù là hận thù Mỹ á, đó. đừng có hận thù dân tộc Việt Nam này, người dân Việt Nam, tôi nói các bạn nghe này. Đó, đảng cũng như là dân thôi, đảng quân đội cũng là dân, mà công an cũng là dân, đất nước chúng tôi cũng từ dân mà ra, trong quá trình phấn đấu, trong lao động học tập mới trưởng thành. Tôi nhớ hồi xưa tôi nói thiệt với các bạn á, tôi đi làm á, tôi được vào kết, trước khi tôi kết nạp vào đảng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quá trình phấn đấu tôi rất là ok mới được kết nạp, đúng anh bạn không? Đó là quá trình rèn luyện của một con người, có một người của người dân, còn cái đường lối chính sách của đảng rất là đúng, rất là đúng đắn. Tôi mong các bạn đừng bao giờ cả trong và ngoài nước đừng bao giờ là nghĩ là đảng cộng sản Việt Nam là cái này cái nọ hết trơn. Cái một cái lĩnh vực gì đó là toàn là chỉ có đảng và nhà nước, lĩnh vực đó là thuộc lĩnh nước là nước đảng và nhà nước. Họ đã, khi mà họ đưa ra một cái gì đó là họ rất là sáng suốt. Bây giờ này, đúng anh bạn. Bây giờ một, Trần Anh, hạ, bây giờ mình một, hỏi à, mình hỏi Trần Tuấn Anh, ví dụ như một những vụ việc cụ thể thì ví dụ giữa ví dụ đối nhân xử thế của mình đối với những người dân như thế nào? Bây giờ ví dụ mình hỏi cái vụ Đồng Tâm, đúng không? Tất nhiên là Trần Tuấn Anh biết cái vụ Đồng Tâm không, đúng không? Biết không? Tôi không, em chỉ biết cái vụ Đồng Tâm là một với không, bây giờ này, với vụ Thọ Hòa. Thôi không, bây giờ đây mình hỏi cái vụ Đồng Tâm chứ. Bây giờ vụ Đồng Tâm là cái vụ mà tranh chấp về đất đai của những người dân. Nhưng mà sau khi ví dụ là có những cái chuyện mà ví dụ cảnh sát cơ động người ta vào chẳng hạn, thì những người dân ở cái Đồng Tâm đó người ta coi như là nhốt luôn coi như 100 cảnh sát cơ động và một số cán bộ nữa ở ngay cái trụ sở của thôn đấy. Thì bây giờ bạn chỉ có nhận xét như thế nào về cái vụ việc đấy? Theo tôi thì bạn chỉ nhận xét về cái tính chất nhân bản, nhân văn thôi. Và cái cách ứng xử của cái chính phủ mình. Cuối cùng mình cũng là tha lỗi cho họ thôi chứ anh bạn. Cái vụ Đồng Tâm á, bắt công an rồi nhốt, là cuối cùng mình cũng là cũng tha lỗi, mình đâu có làm tới với người dân đâu. Tại vì người dân là họ do cái sự xúi dục của, mà theo đúng ra là em nghĩ là một người cha nhà thờ là bại nhất á. Một người cha do là trách một người cha, tại vì bị người dân họ bị xuyên tạc. Sau này á, mà em thấy sau này á, dân của Đồng Tâm giờ trời rất là tiến bộ đó, giáo dân họ biết mà, họ biết những cái gì. Không, cái phải không, cái là cái Đồng Tâm ấy thì mình đừng nói cái chuyện mà giáo dân ở đây, thì mình gọi là ở đấy có cả những người lương và cái người giáo. Thì nói chung là bây giờ mình chỉ nói với Trần Tuấn Anh này, ví dụ như ở cái vụ Đồng Tâm đó. Mà cái chuyện với tôi nói bây giờ tôi nói với tất cả các bạn nhé. Ví dụ cỡ khoảng 100 chiến sĩ cảnh sát cơ động cộng với những cái cán bộ nữa ở đấy. Ví dụ người ta cũng trang bị súng ống nọ kia tất cả các thứ chứ. Tôi nói chỉ cần hai người phản kháng thôi. Đúng không? Hai người ta có súng, ví dụ người ta bắn chỉ thiên hoặc là như thế nào đó thôi thì làm sao mà nhốt được người ta, đúng không? Nhưng mà đây người ta biết là những người dân đó là những người dân, người ta không hiểu biết, đúng không? Người ta do một số kẻ xấu người ta kích động, đúng không? Cho nên người ta thôi chấp nhận cho các ông vậy giữ tôi đi. Chứ còn các ông cũng chẳng dám làm gì tôi, cũng chẳng dám giết tôi hoặc là chẳng dám đốt tôi hoặc như thế này hay khác. Rồi sau đó thì chính quyền sẽ dùng cách xử lý sau. Thì làm sao mà giữa những người dân và những cảnh sát cơ động cũng không ai thiệt hại gì. Đó là cái tính chất gọi là rất cái nhân bản của mình để đối xử với nhân dân, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ như chỉ cần ví dụ có lệnh một cái một ông hoặc hai ông cầm súng ông bắn chỉ thiên xong cuối cùng cũng giải cứu được hết rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà nói chung mình đã phán đoán được tình hình và đó là cái chính nhân bản của mình. Chứ bây giờ ví dụ như đơn giản đúng. Ở đấy ví dụ như đấy là một cái xã hội tư bản hoặc một cái xã hội khác đi, đúng không? Thì làm gì bán liền bán thì làm gì có bán có cái chuyện đấy đó. Như anh bạn mới nói con dao á,
anh biết bộ quần dầu của Đà Nẵng em không? Đấy, bao nhiêu chiến sĩ cơ động cũng bị tụi nó đâu đá, nó đánh tài la sơ mướt đâu công an luôn đó. Và cuối cùng á, cái tính cách nhân đạo của đảng họ cũng là khoan hồng lại. Đó là những người họ làm lỗi là cái bộ quần dầu của em rất là lớn. Đúng rồi. Nó đâu công an à? Nó đôi nó đánh công an đó, mà cuối cùng công an mình, đảng mình cũng chỉ xương là giáo dục thâu do một cái gì đó. Đúng. Cái lầm lỗi. Nhưng mà ví dụ như kẻ nào mà đã giáo dục rồi nhưng mà không cải tà quy chính thì những kẻ đó là bị bắt thôi. Bây giờ tôi nói ví dụ như Trần Tuấn Anh và tất cả các bạn, ví dụ những cái kẻ ví dụ như thằng Biển Mặn chẳng hạn, hoặc thằng Thẻ ở dưới Cần Thơ, đúng không? Thì bây giờ tôi nói chúng nó lên mạng, chúng nó sủa, chúng nó chửi cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chúng nó đòi để lật đổ Cộng sản, chúng nó chống chế độ, nó giả giả suốt ngày. Thì chúng nó trước khi bị bắt, chúng nó có được mời lên trên công an để giáo dục không? Đúng không? Người ta mời lên giáo dục, bảo là người ta phân tích cho những cái đúng cái sai, anh không được làm thế này, hoặc những cái đúng cái sai này thì khác, đúng không? Nhưng anh cứ cố tình anh vi phạm thì anh mới bị bắt. Ví dụ thằng Biển Mặn cũng thế, và một số thằng những thế. Thì bây giờ mày hỏi Tuấn Anh, bây giờ ví dụ kể cả mình nói thẳng ở bên Mỹ có chuyện hay không? Chống chế độ chống ấy, ví dụ vi phạm pháp luật là đến, ví dụ police người ta đến người ta còng tay, đúng không? Chứ làm gì có cái chuyện mà phải gọi ông này lên giáo dục hết lần này lần khác. Những kẻ nào không giáo dục được thì mới bị bắt. Đó là tính chất, cái tính nhất nhân văn và rất nhân bản của cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đúng không? Đấy, cho nên mình chỉ thấy, hoặc là cái vừa nãy mình nói cái vụ mà ở Lộc Hà, đúng không? Những người dân nghe, những người công giáo nghe theo cái lời xúi dục của một cái số những kẻ coi như là xấu, cho người ta coi như tràn vào chiếm ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà. Có nước làm như thế không? Ví dụ như ở những nước tư bản hoặc một số nước kia thì những người nào vi phạm cái đấy bắn bỏ luôn, đúng không? Nhưng mình biết là số những người đó là những người dân, đúng không? Người ta chỉ có chưa hiểu biết, người ta nghe những kẻ xấu thôi đấy, để người ta coi như đồng lõa với những kẻ đó, đúng không? Cho nên là khi mình ấy chẳng hạn thì mình cứ để nguyên, ví dụ người ta vào chẳng hạn, sau đó biết người ta vi phạm pháp luật rồi thì mình sẽ xử lý những tên cầm đầu. Chứ còn những người dân, người ta nói chung người ta vô tội, người ta coi chỉ nghe theo thôi, thì những người đó thì mình giáo dục dần dần. Đấy là cái chính sách nhân bản của chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thì tôi chỉ so sánh những cái vụ đấy với lại ví dụ ở những nước tư bản hoặc những nước khác chẳng hạn, thì người ta xử sự như bán như liền. Thế nào? Người ta bắn liền. Nó bắn liền mà. Nó bắn liền. Ở nước Mỹ là nó bắn liền. Anh nói thật luôn đó. Như ví dụ như cái vụ mà như vừa đầu ở Bình Thuận, anh bảo đảm là tụi nó bắn coi như là bắn chết luôn. Anh có quyền anh vào trong cái trụ sở mà anh kiếm anh đốt đồ thế này nọ đó, mà đều có một cái là tụi nó cái tụi cực đoan này nó xuyên tạc á, nhiều cái không có đúng. Tại vì em nghĩ học coi như ở bên nó đồng ý, em nghĩ là nó vô tình thôi. Tụi nó hay tụi đồ bò, em nói không dùng tụi đồ bò, nói rồi một quần đi quần lại như đứa thôi, cái nói thôi. Thì mình nghĩ là tôi cũng nói các bạn nghe này, dân lâu đã sống ở Việt Nam bây giờ trời không thấu hiểu đâu. Cho dù cái thằng Tân Thái hay là thằng 30 Trương nếu hô cho chết hắn luôn, hết cung cổ hắn luôn. Dân Việt Nam bây giờ trời họ ý thức rồi, họ không bao giờ là họ theo một cái đường là chống phá đất nước được đâu. Đó. Tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam mà giờ trời họ đó, coi như là họ sống với dân cả 43 năm mà họ quá hiểu. Chúng tôi sống với dân là ở đây rồi. Đâu có một cái gì đâu mà bị áp bức đâu, có là cái gì đâu khác. Các bạn cứ tuyên truyền vào áp bức, các bạn kêu cộng sản là giết người, hút máu người, các bạn rồi, sai. Đấy. Hoặc là hoàn toàn cho nên là mình mới kể tôi với Tuấn Anh với tất cả các bạn một cái vụ nữa. Ví dụ cái hôm mà trên xe ô tô mà có con mà Canile ấy, cái con Epeli và cái thằng cha Nguyễn Đình Thục, đúng không? Cái hôm mà bắt cái thằng gì bây giờ mình quên tên rồi. Thì sau đó cái thằng Nguyễn Đình Thục đó mới kêu gào những cái người công giáo đi đòi, coi như đòi người, cũng như cái vụ khác đi đòi người ở cái ủy ban nhân dân huyện, hình như huyện Thạch Hà của Hà Tĩnh ấy, đúng không? Thì nói chung là ở bên trong thì nói chung là hú còi nọ kia trong cái phòng công an ấy. Đấy thì người ta ngày khác ở bên kia thì bắt đầu dân tình, những người dân công giáo đòi người đòi vung tất cả thứ. Thì lúc ấy mà trời gần tối tối mưa bão ấy, thì các bạn thấy không,
ví dụ à cũng có một cái số ví dụ như ở cái sở công an Hà Tĩnh người ta phải điều động một số cái những cái thiết bị, tôi nghĩ là hôm đó là phô trương lực lượng, là cái xe chống biểu tình rồi là những cảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động rồi là cảnh sát giao thông rồi đó nọ kia cứ chạy ở cái phố cũng lớn đúng không, cứ chạy đi xong rồi chạy lại để mà phô trương lực lượng, nói là à những cái người biểu tình đấy chính quyền có rất nhiều những cái kiểu những thiết bị để chống biểu tình, nhưng mà để ra đấy để phô trương để cho những cái người đấy biết là chúng tôi có đầy đủ lực lượng thiết bị để đàn áp biểu tình, nhưng mà chúng tôi không thèm làm đúng không. Thì những cái bọn mà ví dụ nó đến đòi người thế quá, nó chạy coi như là chuột chạy đấy. Thanh Cung qua đây ví dụ mình thấy là người ta chỉ biểu dương cái lực lượng đấy thôi, để cho bọn biết là chúng tôi có đầy đủ các phương tiện để mà chấn áp, nhưng mà những người này dân đúng không, thì nói chung là chúng tôi nói chung cũng không không phải làm như thế, nhưng mà đến một mức độ nào đó thì mình cũng coi như là cũng nói chung đã cố tình ngoan cố thì nói chung là cũng phải xử lý thôi đúng không. Rồi xin mời chú đây. Dạ đúng rồi, ví dụ như em thấy ví dụ như đưa lên ví dụ như nhiều người nói mấy cái bạn ở bên Việt Kiều bên Mỹ, các bạn cũng có ăn có hợp thế mà các bạn phải nhận thức được cái điều đó chứ. Còn không lẽ suốt cả ngày các bạn cứ lên cứ nói là cộng sản thế này nọ. Tôi nói với bạn càng cao 100 năm nữa các bạn cũng không lung lai được cộng sản nào, tôi nói thật với bạn các bạn như thế. Các bạn để thời gian đó các bạn đi làm đi, làm đi ăn đi chứ đừng bao giờ nghĩ đến cái lực của là coi như là các bạn tự lo. Và các bạn là có ví dụ như cũng là người Việt Nam cũng như máu đỏ da vàng như tôi, thì các bạn ví dụ như sống một đất nước văn minh, tôi thừa nhận đất nước văn minh mà tôi thấy cũng chưa có nhân quyền. Tôi nói thật, đất nước Mỹ rất là giàu và văn minh, tôi nói thật luôn, hiện đại nữa đó, mà đều không có cũng nhân quyền, tôi bảo đảm mà các bạn nhân quyền ở Việt Nam nhân quyền đầy thua Việt Nam luôn rồi. Cho nên vừa rồi mình nói với Tuấn Anh là vừa rồi ấy, thì ở bên Liên Hiệp Quốc, tức là Việt Nam tham gia cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhá, với số phiếu của cao nhất trong một số nước, trong đó Mỹ rút ra khỏi Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đúng không? Thì ở đâu là những có nhân quyền, ở đâu không? Bởi nhiều lúc anh bàn với không nói ra thì các bạn cũng người dân mình thôi, mà em nghĩ một lúc ở đó các bạn sẽ suy nghĩ lại, đừng có để cho muộn đó. Tại vì đang em sẽ nghĩ từ đây các bạn còn trả thôi, đến già các bạn là sẽ thấy coi như rắn coi như là cái chuyện là cắn rứt lương tâm của cuộc đời thì là suốt cuộc đời. Ví dụ các bạn nói rồi á, các bạn về vấn đề về tôi biết trong số này các bạn cũng có về Việt Nam nhiều quá rồi chứ, mà tại sao các bạn lại đi qua lại là các bạn lại đi xuyên tạc nói lại đi lạ kì. Mình cũng người dân Việt Nam với nhau mà sống phải đàng hoàng, coi như là phẳng là phải nói là nói người thật nói thật, cái gì không đúng thì các bạn nói không đúng, cái còn cái đúng thì bạn nói ra xa, cái hoàn toàn là các bạn nói những lời xuyên tạc không, cái đó thì không được là. Nếu còn bạn, các bạn thì nhiều bạn không về đây rồi chứ, mà các bạn vô tình như thế mà cố tình, vô tình cho mình nghĩ là cố tình cố tình còn các bạn cũng như hạt cát sa mạc thôi chứ có chi nào cỡ như Tăng Thái Bani Trương ấy, cũng như hạt cát sa mạc thôi, chẳng có là cái gì đâu mà nói nữa. Mà tôi cũng khuyên mong các bạn á, cái gì đó phải biết nhận thức, tại vì các bạn ở nước Mỹ rất là văn minh, nghe nói các bạn mấy đi học đi hành tiếng Anh đồ ngon lành lắm, các bạn phải hiểu được chứ. Còn các bạn ví dụ như vô, tôi nói các bạn vô trong Google nhiều cái mình có ví dụ như một các bạn bấm cho bác họ và coi là bác phải các bạn phải tìm hiểu những cái kia đúng của nó, các bạn lấy những cái điều sai đó các bạn nói không, ngày nào cũng kêu là đàn áp nhân dân. Có một số tôi nói thì các bạn có một số ở Việt Nam nhiều người họ làm ăn họ làm biến, họ không đi làm đi ăn, họ không có tiền nó bắt đầu họ bất mãn, nó bắt đầu họ đi nói bạ thôi. Còn nói thiệt đó, ở Việt Nam mình đi làm ngày 300 ngàn là như cạo rồi, sướng đầu lên 300 ngàn của bà nữa không, đúng rồi. Việt Nam nó thật luôn á, mình sống thanh thản quá. Đúng rồi. Thanh thản và cũng hạnh như phúc là thoải mái, cũng như cu rảnh quá ăn rồi sáng cà phê chiều cà phê rồi bắt đầu là bất mãn cái lên mạng không biết nhận thức, lên mạng xã hội không biết nhận thức, nghe thằng vô nói nghe tầm bạ thế này thế nọ cái tuyên truyền nó là dở. Mà nhưng trong số nó, trong một đám nó thì có một số nó thôi, còn giữa tôi nói với các bạn á, người dân chúng tôi bên đây họ nhận thức cao lắm, họ biết cái này cái nào là đúng cái nào là sai.
nói ra thì các bạn cứ là chê ba Việt Nam. Tôi thật bạn, Việt Nam giờ trừ rất tiếc. Tôi không có tiền, tôi mua có mấy chục tỷ tôi mua chiếc ô tô, tôi chạy cho sướng, tôi chạy là tà. Trời, tôi không có ai cấm đâu. Tôi nói nhiều nhiều cái vụ ấy. Mà nói chung là mình nói như này thôi, mình nói nó gọi là nếu mà nói riêng ra là cái ngành công an, nhưng mình nói chung ra cái ngành công an của mình cũng là do cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý, đúng không? Thì bây giờ tôi kể với tất cả các bạn ở đây thì các bạn cũng biết là cái vụ mà cái đèo con, đúng không? Thì là những người dân hồi dân công giáo thì người ta cũng gọi là bức xúc về cái chuyện về cái thảm họa Formosa. Nhưng cỡ khoảng độ tôi đếm tổng cộng cỡ khoảng 20 người hoặc 30 người cùng toàn bất đàn bà con gái rồi, xong ra coi như là chặn xe trên quốc lộ 1, đúng không? Mang lưới ra tất cả các thứ, đúng không? Mà trong khi đó cái lực lượng an ninh của mình nói chung là thì cũng có lực lượng cảnh sát giao thông, đúng không? Nhưng mà tại sao người ta không coi như là ví dụ như lúc ấy, ví dụ một số bạn bảo bây giờ ví dụ như mình mà là lãnh đạo đất nước, lãnh đạo cái ngành công an, đến đấy 20 người dân đến xách cổ, đúng không? Xách cổ lại sau đó cho các cái xe nó thông xe. Nhưng mình tới mình thấy là mình cư xử tới, sau này mình nghĩ thấy hay, đúng không? Thôi chạy xe lại, hướng dẫn các đoàn xe mà đi tránh cái chỗ đấy đi, quay đầu xe lại đi tránh chỗ đi. Có mọi người cứ đứng ở đấy coi như là chặn quốc lộ, rồi là làm cho những xe cứu thương rồi nọ kia tất cả thứ. Cái đồng bào trong nước ấy, cũng biết, cũng xem cái hôm ấy là livestream của cái con Lê Mỹ Hạnh ấy, nó livestream, đúng không? Thì rất là bực tức, rất là như thế này thế khác. Nhưng mà sau rồi cuối cùng là mình thấy là cái cách giải quyết của mình cũng hay, đúng không? Những kẻ nào ví dụ cầm đầu các thứ thì nói chung là lôi cổ chúng nó ra, còn những người dân thì mình giáo dục đấy. Cho nên là mình thấy cái hiện nay Đảng Cộng sản mình rất hay này, tức là thực hiện theo đúng cái lời của cái bậc tiền nhân như là Nguyễn Trãi nói ra. Có cái câu này mình rất là tâm đắc, mà mình thấy rất hay, mà mình thấy Đảng Cộng sản mình hiện nay đang áp dụng vào để lãnh đạo đất nước, tức là lấy trí nhân thay cường bạo, lấy đại nghĩa thắng hung tàn. Đấy, có cái mình thấy cái cách xử sự của mình đối với, của Đảng Cộng sản mình đối với người dân hiện nay theo cái chỉ tiêu cái câu răn dạy của những bậc tiền nhân là như thế. Rồi. Rồi cho em nói mấy lời em xuống. Okay. Em nói hình như là em cũng thật hết thuốc chữa rồi. Hầu như em thấy 10 cái thằng mà lên việc mấy thằng ba qua bên nó lên diễn đàn á, hình như là em thấy là em thấy đất nước Việt Nam mình phát triển hình như là ganh nó tị hay đang, mà em nghĩ là cũng là người Việt Nam mà hắn không có ghi nhận cái điều đó anh bằng, nghe thằng lạ kỳ, em thấy gì lạ kỳ. Ví dụ như mình cuộc chơi thì sòng phẳng, lên mạng này sòng phẳng, cái gì đúng thì nó đúng, sai nó sai, phát triển như gì đó hắn cũng là đi xuyên tạc hay là nói này nọ, em thấy cái nó còn cái đêm tôi nói với anh bằng, tôi thấy nhiều lúc lên tôi thấy nhiều cái em thấy như còn trẻ con quá đi, nhiều lúc không biết là cố ý hay đang là hay còn trẻ thơ quá hay đang có cứ ngày nào có cứ nói là đảng cộng sản. Tôi nói cho bác các người Việt Kiều nó biết không bao giờ mà anh long lai được đảng cộng sản. Đảng cộng sản này cái tính đăng quang rất là cao, hùng mạnh nữa đó, được lòng dân nữa thôi chứ còn không bao giờ nói cái gì. Đừng có đem đảng ra. Với tôi cũng mong các bạn ở trên diễn đàn đấy á, là bởi Việt Kiều á sống đang á, bất các bạn ở bên nước Mỹ là một nước văn minh đang nói á, là phải cho đàng hoàng, mình phải giữ, tại vì Việt Nam mình á, có cái văn hóa 4.000 năm rồi, rất hồi xưa các bạn đã họp rồi thì mình phải là kính trà mến trẻ, người nào già ví dụ trên á, là mình phải xưng hô chú bác đàng hoàng, anh khác đừng có dùng cái từ mà thế này thế nọ, không ai đâu, nó lẫn thiếu văn hóa. Lên diễn đàn ví dụ như lên diễn đàn là phải có văn hóa, không có cho chữ bài chữ tục, không có nói thế này thế nọ, thì có cái như... vấn đề gì quan điểm chính trị khác nhau thì mình tranh luận với nhau. Dạ nếu thôi còn nhưng mà thôi cho em bằng cho em xuống đó, có nhiều cái nọ, tại vì diễn đàn của anh nói về nó cũng được, thì mình chỉ có nói với khuyên với các bạn á, cố gắng mà học tìm hiểu về sử Việt Nam đi, học đi rồi đưa lại lên mấy cái trang để đọc sự phát triển của Việt Nam, thấy nhiều cái hay lắm trên mạng á các bạn, tại vì các bạn không tìm hiểu đó, du lịch nè hay là đất nước Việt Nam con người nè, em thấy đã kiếm vô ông đọc vô có một ông Estera chủ biên tập báo Weekly đó các bạn ở Việt Kiều đọc cho ông rất là hay,
đấy, họ về cũng rất là bình thường anh bà nè, đó như họ về họ họ cũng sống cuộc đời đơn giản, họ cũng yêu quê hương, họ cũng đó khác các bạn. Thôi các bạn rất rất cảm ơn với Tuấn Anh. Học tập đi, học tập coi như là dạ hãy cho em xuống anh bà nha. Dạ. Rồi ok, xin chào các bạn. Xuống. Bây giờ tôi nói với tất cả các bạn như thế này, mình phải đưa ra một cái, bây giờ hiện nay tôi nói một cái điều này ra, không phải là đó là cái sự thực, chứ không phải là nói à những cái Việt kiều ở bên Mỹ như thế này thế khác đâu. Thì bây giờ các bạn mới so sánh đi, cái số mà ví dụ những người nước ngoài mà sống ở bên Mỹ hiện nay là những người Việt kiều mình là đứng thứ tư, tức là sau Trung Quốc, sau Ấn Độ và sau Philippines, mình là Việt Nam đứng thứ tư. Nhưng bây giờ mình thử tính xem bây giờ cái lượng Việt kiều của mình ở sống bên Mỹ cỡ khoảng nó hơn 2 triệu người. Thì ở bên những người Hoa kiều mà người ta sống ở bên Mỹ là hơn 3 triệu người. Thì các bạn thấy không? Ví dụ như những thành tựu mà những người mà Hoa kiều người ta đạt được ở bên đó nó lớn hơn rất nhiều những người Việt kiều. Bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, những Việt kiều mình ở bên Mỹ thì đã ai được đạt giải Nobel chưa? Đúng không? Nhưng những người Hoa kiều đã có 7 người nhé, người ta đạt giải Nobel đấy. Đó. Cho nên hoặc là bên Mỹ, bên ví dụ như mình số người Việt kiều mình so với số người Hoa kiều sống ở bên Mỹ ấy, chỉ là hơn 2 triệu so hơn 3 triệu, tức là 2/3 thôi, đúng không? Nhưng mà những người Hoa kiều ví dụ kể cả người ta cái chuyện buôn bán, người ta cũng thành tựu buôn bán tất cả các thứ, những nhà tư sản Hoa kiều ở bên Mỹ người ta nhiều hơn những nhà tư sản ở của Việt kiều ở bên Mỹ rất là nhiều. Với những thứ nữa là bây giờ này, những cái người ví dụ Việt kiều các bạn có thấy không, chưa những người nào tức là đã làm những chức ví dụ như bộ trưởng ở bên Mỹ cả, nhưng mà bên Hoa kiều người ta có, hoặc là có những người Hoa kiều người ta còn làm đại sứ của Mỹ ở bên những cái nước khác nữa. Đấy, cho nên là nhiều khi là ví dụ mình cũng ví dụ những tôi chỉ mong không những ví dụ những thế hệ mà sau này ấy, và những cái người Việt kiều ở trong Mỹ, mình cũng thấy là mình tự hào là những người Việt Nam thông minh, cần cù, giỏi giang tất cả các thứ. Thì nói chung là mình sống ở bên đấy với cái những cái điều kiện như nhau chẳng hạn, thì nói chung là mình cũng phải đạt được những cái thành tựu nào đó ở bên những nước sở tại mình sống đấy. Thì nói chung là đấy là cái mong muốn của những người ở trong nước thôi. Ví dụ ở đây hiện nay, ví dụ chẳng hạn ở bên Mỹ chẳng hạn, có cái bạn Việt kiều nào đó, đúng không? Ví dụ các bạn hiện nay các bạn là bộ trưởng ở bên Mỹ chẳng hạn, hoặc các bạn làm lên chức đại sứ của Mỹ tại một nước khác chẳng hạn, thì nói chung chúng tôi là những người Việt Nam sống trong nước cũng rất là tự hào, à những người Việt Nam của mình đấy, thì là nói chung là người ta đi đâu người ta cũng có sự giỏi giang đấy. Chứ còn bây giờ đấy các bạn thấy không, ở bên những cái người mà Việt kiều mình ở bên Mỹ đấy, ví dụ như có tỷ phú, có mỗi ông mình thấy mình trong mình biết, thì ví dụ như ông Hoàng Kiều chẳng hạn, thì đấy cũng là cái niềm tự hào của những người dân Việt Nam. Hoặc là bây giờ chẳng hạn đấy, ví dụ hoặc là những cái người nào Việt kiều nào nằm trong ví dụ người ta nằm chức bộ trưởng hoặc đại sứ của Mỹ ở nước ngoài chẳng hạn, chúng quay đi quẩn lại ví dụ tỷ phú ông Hoàng Kiều nằm trong chính phủ có bà Janet Nguyễn, rồi là cũng chỉ làm cái chức bé bé thôi, hoặc là có cái ông mà thiếu tướng gì Lương Xuân Việt gì đấy, đấy chỉ đếm đầu ngón tay một vài người. Thì tất nhiên là bạn Tảng Văn Xôi bạn nói là người Hoa họ luôn hướng về quê hương đất nước, thì những người Việt kiều thì mình thì cũng hiện nay là cũng hướng về quê hương đất nước rất là nhiều. Thì ở Việt Nam hiện nay ví dụ đầu tư của những người Việt kiều mà sống ở bên hải ngoại thì cũng là có khoảng 3.500 những doanh nghiệp Việt kiều hiện nay coi như là đang đầu tư ở đất nước Việt Nam với số vốn tổng cộng cỡ khoảng xấp xỉ khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Thì đó là cũng là một cái sự hướng về tổ quốc của những cái kiều bào sống ở bên nước ngoài. Nhưng mà nói chung ở đây cũng chỉ có một số thôi, một số tôi thấy nghĩ là hiện nay cũng có một số nhỏ người ta vẫn còn cái nuôi hận thù đối với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, và nhất là hận thù đối với cái Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không? Bây giờ tôi nói với tất cả các bạn ơi, từ cái thủa coi như là sau năm 1975 thì là Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đấy giờ coi như là xây dựng đất nước từ một đống tro tàn đổ nát, và nói chung là
gọi là cũng yếu, nhưng bây giờ nói chung là Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là rất là mạnh rồi, được người ta làm những cái việc rất tốt để cho những người dân, và hiện nay những người dân Việt Nam thì là đại đa số người ta ủng hộ cái chế độ này. Hiện nay do những cái Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trời ơi, Nhi Vũ thì bao nhiêu tuổi, chào ông nhé. Làm gì Nhi Vũ chắc còn bé, chờ ông còn bé đúng không? Bây giờ là ngày mai là 20 tháng 11, cháu có gì cháu lên trên diễn đàn của chú không? Cháu cũng thoải mái đi, lên trên diễn đàn của chú để mà chúc các thầy cô giáo như thế nào hoặc như thế nào, hoặc là cháu là những người ví dụ như nhỏ này mà ví dụ cháu cũng quan tâm đến vấn đề chính trị này chẳng hạn, thì cháu có cái cảm tưởng gì đối với quê hương đất nước Việt Nam hiện nay, xem đất nước Việt Nam hiện nay có đổi mới hay không, có đáng yêu hay không. Rồi, có bạn nào lên tham gia chương trình cùng với mình không? Rồi xem có bạn nào tham gia chương trình cùng với mình nhỉ? Hôm nay coi như là những cái bạn đối lập chạy đâu hết rồi. Đúng rồi, bây giờ ví dụ như là khi mình xây dựng đất nước thì là coi như đất nước ta là một bãi chiến trường giải quyết biết bao nhiêu hậu quả, quả coi như là chiến tranh để lại. Từ vấn đề coi như là xã hội, từ vấn đề kinh tế, nó kia tất cả các thứ. Nhưng các bạn thấy không, đất nước ta hiện nay coi như là mới phát triển được cỡ khoảng xấp xỉ 20 năm nay. Hiện nay coi như là cái tình hình kinh tế của đất nước ta coi như là rất là khả quan. Đất nước của ta. Vâng, anh Long Nguyễn cứ hỏi vấn đề gì ạ? Em bây giờ mình thích, ví dụ có các bạn là một là lên diễn đàn của mình hỏi mình, hoặc các bạn ở dưới các bạn comment các bạn hỏi được, đó là quan điểm thôi, thì có gì là mình sẽ trả lời. Rồi anh Long Nguyễn có gì anh cứ hỏi. Một là anh hỏi được, hai là anh lên diễn đàn có gì anh hỏi nó ấy hơn, đỡ phải ví dụ có khả năng anh nhiều tuổi hơn em, thì nói chung nhiều khi chân tay mình già rồi đánh thì cũng không ấy được. Thì bây giờ anh ở bên ví dụ là anh kể cả anh ở bên cùng với quan điểm được, hoặc anh ở bên đối lập được, không vấn đề gì cả. Ở đây ví dụ mình muốn cho đất nước mình tốt đẹp mà, thì nói chung là ví dụ mình cũng chẳng cần phải có những cái quan điểm ví dụ là giống nhau, cũng có những quan điểm nó khác nhau một chút, hoặc là những cái quan điểm đối lập được, nhưng mà mình đều là những người dân Việt Nam, mình muốn coi như là đất nước Việt Nam của mình coi càng ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân càng ngày càng no ấm lên. Rồi anh Long Nguyễn anh cứ ấy đi, nếu mà anh lên anh che mặt cũng được. Đấy, đưa anh lên mà không thể đưa Long Nguyễn mấy ảnh. Đúng rồi, hôm nay thì là qua cái chương trình này thì mình cũng gửi lời chia buồn với một số những cái nạn nhân vừa rồi ở tỉnh Khánh Hòa, vì do cái những cái trận mưa rất là lớn cho nên là cũng có một số người bị thương, và hình như là nghe nói là cũng có 14 người bị chết do cái sạt lở đất. Thì tôi nói với tất cả các bạn này, thì nói chung là những thiên tai ở một đất nước nào thì nói chung cũng có thôi, ví dụ như ở bên Cali vừa rồi thì là cũng xảy ra cái vụ cháy rừng đấy, thì cũng 74 người bị chết cháy, mà 1.001 người hiện nay còn mất tích ở bên Cali. Thì nói chung là đó là những cái thiên tai
mà đã thiên tai thì nói chung là cái chuyện đấy là không ai tránh được. Ví dụ như ở Khánh Hòa chẳng hạn, thì đợt vừa rồi có cái trận lũ quét thì thì nói chung là mình nói về cái nguyên nhân chủ quan cũng có, mà nguyên nhân khách quan cũng có. Vâng, nguyên nhân là do mưa nó quá lớn trong vòng hơn 3 tiếng đồng hồ. Cái lượng mưa cỡ khoảng độ gần 300 mm thì là đó là một cái lượng mưa rất lớn mà nó tập trung. Vâng, tập trung ở trong vòng 3 giờ đồng hồ. Thì nói chung là hiện nay cái dân mình thì hay nhiều khi là nếu bình thường không sao, nhưng mà xây nhà ở những triền núi chẳng hạn, mà nói chung là khi mà mưa lớn thì ví dụ nó gây cái sói mòn ra, thì là những cái ấy tảng đá hoặc đất các thứ nó sẽ lở xuống dưới nhà. Nhưng mà nguyên nhân có khả năng ví dụ là qua đây mình mới thấy là có khả năng ví dụ cái vấn đề trồng rừng hoặc vấn đề cây cối nọ kia các thứ. Nhưng mà nói chung là tôi nói với tất cả các bạn thì nói chung là thiên tai địch họa ra thì nói chung là mình cũng không ấy được. Ví dụ như bây giờ một số người bảo là vì ở Khánh Hòa người ta đô, ví dụ như cái chuyện mà đô thị hóa nó nhanh quá, thành cùng cái dòng chảy ấy, thì nó không ấy được. Khi mưa lớn cái dòng chảy nó không thoát nhanh được mà nó làm ẩm đất và cuối cùng nó gây ra lở đất. Thì nói chung mình phân tích ra thì mình mới chợp thôi. Chứ còn bây giờ ví dụ một đất nước đang phát triển, ví dụ cái thành phố Khánh Hòa chẳng hạn, một số cái triền núi chẳng hạn, thì nói chung là phát triển đô thị người ta phải xây nhà thôi. Vâng. Xây nhà xây cửa thôi. Vâng. Đấy ví dụ như các bạn đã nói ở bên Cali ấy, cháy rừng có như vừa rồi, có như bây giờ ví dụ là hiện nay có 1.001 người mất tích nữa, thì nói chung là cái số người mà bị chết thì nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Thì hiện nay coi như là mới có như là xác định được coi như 74 xác chết thôi. Vâng, thì nói chung đó nó có thiệt hại rất là lớn, mà không biết là mình cũng chưa biết cái thông tin trong đó, ví dụ ở cái bang Cali đó không biết là trong đó có những kiều bào của Việt Nam mình hay không, thì hiện nay cũng người ta cũng chưa tổng kết được. Nhưng mà hiện nay cái chuyện cháy rừng hiện nay ở bên Cali thời tiết là hanh và khô, thì là mình có một đứa em con bà gì hiện nay nó đang ở bên Cali thì nó ấy bảo là hiện nay nó vẫn còn cháy. Đấy, chỉ mong làm sao mà cái trời nó mưa hoặc nó ẩm nó mưa đi thì nói chung là nó sẽ đỡ đi. Cháy rừng thì nó cháy lớn như thế thì ngoài cái thiệt hại về người, nhưng mà nói chung về cái môi sinh môi trường ấy, thì nói chung nó rất ảnh hưởng. Vâng, thành phố nó bụi mù, nhiều khi cái những cái than cháy ấy, bắt đầu nó theo gió nó bay lên, gió càng lớn thì cháy càng mệt. Vâng, thì nói chung là thôi, mình thì nói chung là khi mà thiệt hại ở bất kỳ ở một cái đất nước nào chẳng nữa, ví dụ ở bên bang Cali chẳng hạn, thì nói chung là nhiều khi các bạn nhiều khi cứ nói cái mỉa mai, thì theo tôi nghĩ là đó là cái điều không nên. Người ta cũng là con người cả. Nhiều khi một số bạn ấy bảo có khi bọn nó cũng đổi tại cộng sản. Đấy. Nhưng mà qua đây thì mới thấy gọi là những thiên tai địch họa bắt đầu nó xảy ra chẳng hạn, thì nói chung là ví dụ cái bọn chống cộng cực đoan, ví dụ trường hợp ở Khánh Hòa chẳng hạn, hoặc một số ví dụ ở Việt Nam thỉnh thoảng có những cái vụ thiên tai cháy hoặc là lũ lụt ở Khánh Hòa vừa rồi, hoặc miền Trung chẳng hạn, bắt đầu chúng nó ngồi bên đấy, chúng nó bắt đầu nó phịa ra, chúng nó nói cộng sản coi như là xả đập, đập chứa nước để mà giết dân, sau đó coi như dân Việt Nam chết thì càng nhiều càng tốt, sau đó đưa cái bọn tàu cộng sang đây để nó sống, vì Việt Nam coi như làm tay sai cho tàu cộng để bù ấy, để dân Việt Nam chết càng nhiều càng tốt để tàu cộng nó xa càng nhiều. Thế chúng nó mới xuyên tạc hoặc là nói những cái điều thực là kiểu nó vô lý. Ví dụ như năm ngoái ở cái vùng miền Trung ấy, thì cái vùng Phú Yên cũng bị, chúng nó bảo cũng sẽ xả thập đập thủy điện, mà khổ, mà cuối cùng là chúng nó ngu si đần độn, chúng nó không biết là cái vùng đấy làm gì có đập thủy điện nào ở đấy, đúng không? Đó. Ví dụ thầy thủy điện ở cái vùng miền Trung, Bắc miền Trung Bộ, ví dụ cái vùng Thanh Hóa, Nghệ An thì cũng có thủy điện Hố Hô, một số thủy điện khác, hoặc cái vùng Tây Nguyên có, những cái vùng miền Nam Trung Bộ làm gì có cái đập thủy điện nào, kể cả thủy điện nhỏ những nữa, vì cái vùng đấy nói chung cái độ dốc nó không cao, nó cũng ít đấy, thành công người ta không làm thủy điện.
Ở đấy không có thủy điện nào mà chúng nó cũng bảo người dân Phú Yên bị chết thì do cộng sản xả đập thủy điện. Quá ngu mà nói cái kiểu nó xuyên tạc, mà xuyên tạc thì nó không tìm hiểu, không biết lý do, nó không biết một cái gì hết đấy. Xem là có bạn nào lên tham gia chương trình với tôi nhỉ? Không thì thôi cái chương trình mình có khi là cũng đóng tại đây thôi nhỉ. Xem có bạn nào là nếu mà lên tham gia thì mình có khả năng mình kéo dài một chút nữa. Rồi, xin mời Lợi Minh lên tham gia chương trình với mình một tí đi. Lợi Minh ok đi. Ok. Nói chung là khi mình lên live mình phải có cái người trao đổi thì nó hay hơn. Đúng không? Lợi Minh lên đây. Rồi xin lấy cái tai ấy, tai nghe ấy vào không có vang chứ. Dạ dạ. Chào anh Bằng, anh chị các bạn trong diễn đàn. Chào anh cái. Nghe nói có một nghe nói là Lợi Minh bị coi như là không được nhập cảnh vào Việt Nam à? Nó tào lao làm không bây giờ này bây giờ mình thôi mình nói vui một tí đi. Bây giờ là mình theo mình biết Lợi Minh có hai quốc tịch đúng không, muốn Lợi Minh không nhập cảnh vào Việt Nam, không được nhập vào Việt Nam, trước mắt phải tước quốc tịch của Lợi Minh đã đúng không, mà tước quốc tịch của Việt Nam là chủ tịch nước, ví dụ Lợi Minh là phản động hoặc là ba que là cái gì đi thì chủ tịch nước hiện nay là bác Nguyễn Phú Trọng phải ra quyết định tước quốc tịch của ông Lợi Minh trong nhập cảnh đã, rồi bắt đầu coi tước quốc tịch. Tịch sau ông tức cái tịch bắt đầu với xuất khẩu, ví dụ như các bạn biết là như ông Trần Minh Hoàng ấy, ông là Việt Tân đúng không, thế đầu tiên ông có hai quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Pháp, sau đó người ta ví dụ người ta tức quốc tịch Việt Nam của ông đã, sau đó không có quốc tịch Việt Nam thì ông biết bắt đầu đuổi ra đuổi về Pháp đấy, cho nên là nhiều khi các bạn nói ấy, bạn nào nói giả sử có tức quá bạn nói thì các bạn phải tìm hiểu về cái luật pháp về cái một tí chứ không phải cứ thích là các bạn nói bừa đi. Rồi ok xin mời mình. Chào anh Bằng, chào anh Chim các bạn trong diễn đàn. Thì nói chung đảng và nhà nước Việt Nam mình hiện nay phải nói là luôn luôn kêu gọi bà con kiều bào trở về dưới lại quê hương và tạo cái điều kiện để bà con nhập quốc tịch trở về. Tôi thấy là rất là hay. Các bạn biết vào Đại sứ quán Việt Nam ở bên Mỹ đó thì các bạn sẽ thấy cái chương trình của Nghị quyết 36 và của đảng và nhà nước rất là tuyệt vời. Là kêu gọi bà con kiều bào là nộp đơn để đặng mà xin giữ cái quốc tịch và luôn luôn tạo điều kiện và khuyến khích à. Chứ còn mà vấn đề mà tước quốc tịch hay là những cái mà vấn đề mà dân sự mà người này kia nói các bạn bà con kiều bào không đừng có tin tưởng, tại vì vấn đề đó các bạn nó cần phải ra mà tòa án cần phải xử, ví dụ như giờ Lợi Minh làm sai đó thì nhà nước Việt Nam phải đem ra tòa phải xử rồi kết tội Lợi Minh phạm tội gì hay là cái gì đó rồi, nhưng mà những cái chuyện đó thì tôi nghĩ là rất là hy hữu, giống như cái người ông Hoàng, Trần Minh Hoàng, Trần Minh Hoàng, Trần Minh Hoàng đó các bạn thấy đó, thì ổng có những cái ổng gia nhập vào cái nhóm Việt Tân thì bằng chứng nó rất là rõ ràng, tuy là ổng cũng có xin cái sự khoan hồng của đảng và nhà nước nhưng không mà được. Bị rồi. Từ chối tại vì ổng xin lỗi Lợi Minh, cái thằng Hải Nguyễn này đây. Bây giờ nhá, tao nói với thằng Hải Nguyễn là như thế này. Tức là đấy nó kích, hiểu không? Nó kích Lợi Minh. Nhưng mà xin lỗi mày, thì nói chung là cái loại mày thì mày không bao giờ mà kích được Lợi Minh. Đấy, Lợi Minh đọc cái comment của nó, tôi ghim cho tất cả các bạn đọc. Tao xin lỗi thằng Hải Nguyễn này, cái đầu của mày mẹ nó như hạt tiêu hạt cát ấy. Mẹ so với đầu Lợi Minh và đầu tao á, nói chung là mày bé lắm. Cho nên mày bỏ ngay cái trò kích đi. Thấy chưa? Đấy. Cho nên mày những cái thằng ngu, cho nên nó hay kiểu nó kiểu dở cái trò kích bác một cách coi như là rất là vớ vẩn. Rồi xin mời Lợi Minh. Chào, cảm ơn Bằng, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Hải Nguyễn mày ngu quá đi. Tao chửi Mỹ hồi nào mày nói như vậy là truyền thông của Mỹ, nó chửi Mỹ, tao nói cái gì á
Lợi Minh nói cái gì đó, Lợi Minh dựa trên cái truyền thông của Mỹ thôi, chứ đâu có Lợi Minh đâu có bị đặt ở đâu. Tất cả những gì là Lợi Minh nói, những cái thành phần mà chống cộng cực đoan bên Mỹ, tụi nó cuồng Mỹ đó, nó nói là Lợi Minh chửi Mỹ này kia, nó đúng. Cái mà những cái đó là Lợi Minh nói dựa trên những cái truyền thông của Mỹ không mà. Lợi Minh không bao giờ mà bị đặt qua tự mình mà bị ra được. Cái chỉ có những mấy thành phần chống cộng cực đoan ở bên Mỹ nó ngu xuẩn, nó ngồi đó nó cuồng Mỹ. Khi mình nói về cái mặt trái của Mỹ thì nó sợ té đá trong quần luôn. Như các bạn vào trong cái diễn đàn Lợi Minh mới lại hôm qua, nhiều thằng bao que nó chửi Lợi Minh quá chừng quá đất luôn, mà nó nói là những cái chuyện ở Mỹ mình nói xấu, nó nói những cái chuyện như là ở Mỹ những cái nan đề này nọ, nó nói là mình nói láo không có, ngay cả thuốc giả nó nói Mỹ cũng không có, mình đưa bằng chứng ra hết là truyền thông của Mỹ nó nói không à, chứ mình chỉ lặp lại thôi, mình chỉ chia sẻ lại để anh chị các bạn thấy rằng nước Mỹ nó cũng muôn màu muôn hình muôn mặt. Bây giờ mình quay lại vấn đề mà công dân Việt Nam, thì Lợi Minh cũng kêu gọi bà con kiều bào á, mình phải tin tưởng vào cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay nói với bà con kiều bào, anh chị em các bạn á, lãnh đạo rất là tuyệt vời, luôn luôn lắng nghe người dân và lắng nghe những bà con kiều bào, là tìm và tạo cái cơ hội cho bà con kiều bào trở về với quê hương, chứ tổ quốc, để cùng nhau xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Còn cái mạng xã hội này, nhiều khi người này họ tự ý, họ suy nghĩ ra, họ nói thế này thế nọ, đó là những cái tư duy lệch lạc của họ, họ nói chưa có chuẩn thôi về những cái điều mà làm một số bà con kiều bào cảm thấy hoang mang. Tôi nghĩ rằng bà con kiều bào nên cái gì cũng vậy, mình nên vào trong đại sứ quán Việt Nam, mình tìm hiểu những cái luật pháp. Bà con kiều bào có thể gọi trực tiếp bên cái bộ chính trị của bộ đại sứ quán, gọi lên đại sứ quán, tại vì khi tôi cũng gọi nói chuyện, tôi nói là tôi muốn gặp bên ministry, bên cái bộ mà của bộ chính trị, bên cái mà họ lo về ngoại giao rồi đó, mình nói chuyện có gì mình không hiểu đó, người ta giải thích cho mình để bà con kiều bào không có hoang mang. Còn vấn đề quốc tịch thì mình là người Việt Nam, Lợi Minh nói là Lợi Minh khuyến khích bà con nên nên lấy cái quốc tịch, cái quyền lợi của mình tại đất nước mình ngày một phát triển và đổi mới, cái cơ hội mình về Việt Nam mình có thể làm ăn, sau này mình có thể mua nhà mua cửa, rồi mình có thể tạo công ăn việc làm cho người dân Việt Nam, cơ hội rất là nhiều. Cái nước Mỹ này càng lúc nó càng khó khăn và khó khăn, bà con nên nhớ như vậy. Và anh chị em các bạn thấy cái đất Mỹ này chỉ để cho mình bà con làm ăn thành đạt, như anh Bằng rồi một số người trong nước qua Mỹ chơi cởi ngựa xem hoa, mình đi qua chơi mình cởi ngựa xem hoa, mình đi du lịch. Còn cái quê hương của mình nên, để mình nói anh bà con nhớ, mình nên trở về với cái quê hương của mình, hãy học những bài học lịch sử của nước Mỹ. Đấy, các bạn bà quý vị nhớ rằng trong lịch sử nước Mỹ, người Nhật họ cũng đã từng bị đưa vào trại tập trung và mất hết tất cả. Bà con hãy nhìn lại cái vụ mà biến cố 911 cũng vậy. Sau khi cái biến cố đó, những cái nước chính quyền Mỹ đó họ thay đổi toàn bộ hết, thay đổi họ quán xuyến là những cái dân tộc thiểu số khác và những cái dân tộc mà nó có nghi ngờ và nó theo dõi rất là chặt chẽ. Cho nên đất nước của Mỹ này cũng là của bọn da trắng, là của nó là mãi mãi thôi. Chúng ta chỉ đến mình tìm cái cơ hội, mình làm ăn, mình có tiền, rồi mình trở về với quê hương của mình. Tại sao người Do Thái họ ra đi, họ vẫn trở về với tổ quốc của họ. Đấy, họ trở về hàng ngày và hàng ngày. Còn những người Trung Hoa, những người Trung Quốc cũng vậy. Họ ra đi, họ cũng trở về với quê hương, những dân tộc khác. Họ tới đất Mỹ. Bây giờ Mỹ này, mình xin lỗi Lợi Minh này, mình hỏi này. Lợi Minh có biết Hải Nguyễn này nó lên trên diễn đàn, tất cả các diễn đàn nó che mặt. Tại sao che mặt? Tại vì nó sợ. Nó muốn về Việt Nam. Nó sợ nó không được về Việt Nam nữa. Trời ơi. Đúng. Thích về Việt Nam để nó chơi, nó thăm quê hương đất nước mà cuối cùng nó sợ. Đúng. Nó sợ về Việt Nam ông. Nó sợ. Nhớ cái nó gặp ông Bằng mà ông đứng ở sân bay Tân Sơn Nhất coi như nhận ra mặt nó thì nó toi. Đấy. Nó sợ bị rải vài cái răng. Tại vì người dân Việt Nam mình trong nước hiện nay rất là căm ghét mấy cái thành phần mà chống cộng cực đoan ngu xuẩn như Hải Nguyễn này.
nó sợ đuối xuống phi trường á là nó gãi vài cái răng. Còn bên phía về bên nhà nước Việt Nam mình nói chung á, người ta cũng không có đến nỗi mà gọi là hù thằng hay gì làm gì. Rồi Hải Nguyễn cứ ngồi đấy, mày về rồi, tao cho mày về, cứ đưa mặt ra nói chứ cái loại tép diêu với cát gọi là như hạt cát hạt bụi như Hải Nguyễn thì Việt Nam không cấm cửa đâu, nhưng chỉ sợ một số như anh em chị em gọi là yêu nước nhưng mà người ta cực đoan một tí ấy, thì người ta chỉ sợ mình thì mình không đảm bảo coi như hai hàm răng của Hải Nguyễn. Nhưng mà nói chung là như mình nói Hải Nguyễn này thì vừa rồi mình biết một cái trung tâm coi như là làm răng ở Number One ở đường 32 Việt Kiều về đấy rồi làm răng nhiều lắm chứ Hải cũng rẻ thôi. Cho nên Hải Nguyễn về đấy giả sử có bị hai hàm răng thì mình dẫn đến chỗ đấy làm rẻ thôi, không sợ gì cả nhá. Rồi xin mời lại mình. Anh Bằng phải ngay cả nói anh Bằng nói gì đây làm răng, bà có kiều bào bây giờ người ta cũng về với trong đất nước, người ta chữa bệnh nè, làm răng nè, rồi người thẩm mỹ viện nè, mọi thứ hết. Anh chứng đất nước mình càng lúc nó càng tốt lên cái khoa học kỹ thuật, ngay cả trong nước bây giờ những bác sĩ rồi người ta có thể ghép thận, ghép tai, ghép những cái mà cơ thể người nó bị hư hại họ cũng có thể ghép được, họ giải phẫu làm phải nói rất là tuyệt vời đó anh chị. Các bạn thấy như hiện nay Phạm Nhật Vượng là một, cũng là một kiều bào, anh ta trở về các bạn thấy anh ta xây dựng đất nước đó, chuẩn bị ra xe hơi, xe điện, xe ô tô, xe điện, rồi bây giờ đang có một cái chương trình của Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Vượng đang chuẩn bị là xây cái trường đại học gọi là thuộc 5 sao. Các bạn biết trường đại học University nha, công nhận Phạm Nhật Vượng một người gọi là rất là yêu nước, rất là chuẩn, làm cái gì cũng có một cái mô hình, ngay cả xây dựng những cái tòa nhà anh chị các bạn biết không, những cái khu đô thị á mà xây theo kiểu mà cái bản đồ Việt Nam, rồi có một cái cũng theo cái bản đồ Việt Nam, rồi có Trường Sa, Hoàng Sa, cực kỳ hay. Anh ta làm tất cả cái gì cũng có một cái hành động gọi là yêu nước trong đó. Phạm Nhật Vượng là một con người phải nói là một cái đầu óc rất là phải nói cực kỳ hay. Vâng. Sắp tới này, ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra mắt những cái mẫu xe điện và cái mẫu xe hơi, hai mẫu xe hơi của hãng VinFast. Ở thành phố Hà Nội thì hình như mai người ta bắt đầu ra mắt, và ở thành phố Hồ Chí Minh hình như mấy ngày nữa thì ra mắt. Với qua đây với nói Hải Nguyễn thì như thế này, nếu Hải Nguyễn mà cắt cỏ mà ít tiền quá thì thôi, anh thì anh cũng không bao giờ vé máy bay cho Hải Nguyễn về thành phố Hồ Chí Minh đâu. Nhưng thôi Hải Nguyễn cứ lo vé máy bay đi, về thành phố Hồ Chí Minh còn chuyện ăn uống và cà phê. Ăn này thì anh cũng không có nhiều tiền thì đãi em cái chuyện ăn bình dân thôi. Cho nên Hải Nguyễn cứ về đi, ăn uống và cà phê hàng ngày thì anh lo. Cho nên Hải Nguyễn cứ về đi. Nhưng mà nói chung là nhớ tránh những cái người mà ví dụ là yêu nước người ta hơi cực đoan một tí nhá. Chứ còn gãy răng thì không sợ rồi. Gãy răng thì anh có cái chỗ Number One ở đường mùng 32, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Làm răng rất tốt. Anh đã dẫn một số Việt Kiều đấy làm răng rồi. Cho em yên tâm. Cái chuyện làm răng ở Việt Nam rẻ. Rồi, xin mời Đại Minh. Yeah. Đúng rồi, bao răng luôn. Chào, các bạn nói bùi bao răng. Cần thiết nếu mà em không có tiền nữa anh bao răng. Ai mà đấm em gãy răng thì anh bao răng. Bao răng, bao cà phê, bao ăn. Được chưa? Rồi xin mời lại Minh. Còn khoảng 3 tuần nữa là lại Minh về tới Việt Nam rồi. Nói chung là 3 tuần nữa. Kỳ này về nói chung là ở Việt Nam kỳ này lâu. Lâu hơn thì sẽ có thời gian để đi thăm anh chị em các bạn chúng ta đúng cùng rồi. Nhau. Bạn Hùng Thùy bạn nói là Vinhome Center Park, tức là ở Ba Son nhá. Ba Son cũ ấy, nhiều khi bạn ấy nói là chỗ Vinhome Center Park thì là nhiều người không biết. Ở ngay chỗ Ba Son luôn. Đấy là cũng công ty Vinhome của ông Phạm Nhật Vượng, rất giỏi, rất giàu. Nè, Phạm Nhật Vượng quá giỏi. Phải nói là Phạm Nhật Vượng có một cái nhìn niềm tin chiến lược và một cái nhìn phải nói là rất là hay. Anh này phải nói là ra nước ngoài, các bạn thấy người ta ra nước ngoài người ta làm ăn, người ta dành dụm được số vốn, cũng đi làm nhà hàng đó các bạn biết. Những cái chuỗi nhà hàng người ta cũng qua, người ta chịu khó. Các bạn thấy không? Cần cù người ta lao động mà người ta sống, người ta hiểu được cái giá trị của cuộc sống. Là người mà quay trở về Việt Nam mà bán hết những cái chuỗi nhà hàng của anh ta. Là quay trở về Việt Nam và làm ăn và được chính sách nhà nước Việt Nam ưu đãi tạo cơ hội. Và bây giờ các bạn thấy Phạm Nhật Vượng cái gọi là tỷ cái Vinhome Garden Live thì nó qua cái Ba Son một tí xíu
gần chỗ nhà hàng của Trần Tuấn Anh với lại Hồng Vân, gọi nhà hàng ngã ba sông. Anh chị em các bạn biết Bảo Lộc bây giờ đang phát triển mạnh lắm, cũng nhờ vào cái Phạm Nhật Vượng đầu tư vào. Bây giờ ở ngoài Bảo Lộc, Phạm Nhật Vượng cũng đang mở ra một cái khu đô thị mới ở ngoài Bảo Lộc đó. Các bạn biết gọi là Capital Bảo Lộc. Các bạn ra ngoài rất là hoành tráng, Capital Bảo Lộc. Tôi nói anh chị em các bạn mà về mà ra mà đó, về có quốc tịch, về có thường trú nhân. Cái đơn giá thì người ta chưa đưa ra. À, xin lỗi, lợi minh tí. Có bạn họ hỏi là xe VinFast là 300 triệu, không phải nữa. Hiện nay người ta mới ra hai cái mẫu mà cái xe 5 chỗ. Thôi thì mình nghĩ là cái xe 5 chỗ đấy thì giá nó phải cao rồi. Thì nhưng mà cái dự đoán cái xe như xe mà cái xe mà nhỏ, cỡ kiểu xe nhỏ mà cỡ như cái xe Kia Morning ấy, thì có khả năng là cỡ khoảng 300 triệu. 300 triệu thì cạnh tranh quá tốt. Ví dụ cái xe đấy mà ra 300 triệu thì tôi, những xe ví dụ xe Kia Morning hoặc xe cỡ nhỏ như thế thì cái xe của hãng VinFast người ta cạnh tranh quá ngon lành. Vì thực tế là cái máy của người ta, tức là người ta đã sản xuất tại Việt Nam nhưng mà theo cái công nghệ Đức, nhập tất cả những dây chuyền công nghệ về đây để mà người ta chế tạo cái động cơ tại đây, tại Việt Nam. Cho cái bọn chống cộng cực ngu ấy, mình gọi là chống cộng cực ngu. Chúng nó ngu cái gì không phải thôi, coi như tất cả nó không nhập ở Đức về xong lắp ráp thôi. Không phải, cái động cơ của cái xe đấy người ta nhập cái dây chuyền về, sau đó người ta chỉnh định cái động cái ấy đấy để người ta sản xuất tại động cơ tại Việt Nam, hoặc phần thân vỏ đấy, hoặc là những cái thiết bị kia thì cũng theo công nghệ Đức ấy, thì nói chung thì rất là tốt đấy. Thì mình thực tế mình chưa mua xe, chứ mình mua xe rồi thì chắc chắn mình sẽ mua một cái xe của hãng VinFast này. Rồi, ok, xin mời lại mình. Cảm ơn bằng chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Nói chung thì vấn đề mà làm ăn thương trường nó là chiến trường, mà mình mua cái công nghệ của Đức, mình về mình làm, mình mua cái technology, cái kỹ thuật cao của người ta về để đặng mà mình sáng chế và mình làm, mình cải tiến, cái đó là chuyện bình thường thôi. Ngày hôm nay cũng vậy, các bạn thấy ngay cả xe hàng Mỹ có nhiều cái, các bạn mở ra trong đó nó cũng có máy móc của hàng Nhật, máy của hàng Đức, nhiều khi máy của hàng Mitsubishi nữa. Nó mua những cái công nghệ đó về và nó về nó làm, cái đó là chuyện bình thường ngày hôm nay mà. Các bạn thấy thằng xe Ford đâu phải là cái máy của thằng Ford nó làm ở đâu. Các bạn nhìn vô đó, ngay cả cái máy xe bây giờ hiện nay các bạn biết chiếc xe mà của thằng Nissan, mà cái chiếc mà bán tải đó, mở ra cái chiếc Nissan mới á, các bạn thấy cái máy là máy của thằng Cummins, là cái máy của thằng Mỹ. Nó mua cái công nghệ, nó mua công nghệ đó nó gắn vô, chứ nó chỉ sản xuất về, nó chỉ về nó bỏ thêm những cái mà kỹ thuật vào trong đó để đặng nó làm cho cái máy hoạt động như thế nào thôi. Bây giờ cái mình nghĩ rằng là Việt Nam sản xuất nhưng mà không làm được cái máy, cái bây giờ thời buổi bây giờ người ta mua công nghệ, chứ không ai mà ngồi đó mình tự ngồi đó mình vẽ mình làm cái máy riêng cho mình cả, không ai mà bỏ công bỏ thời giờ đó. Những cái người khác họ sản xuất, mình chỉ mua công nghệ đó về mình làm. Tại sao mình không làm cái điều kiện của mình có? Bởi vì những thành phần chống cộng cực đoan nó ngu xuẩn là ở chỗ này. Ngay cả nhiều khi nó ở bên Mỹ cũng vậy. Máy móc xe cộ của Mỹ cũng vậy. Mở ra cái máy của thằng Dodge cũng vậy. Nó đâu phải là của thằng Dodge sản xuất đâu. Nó mua những cái công nghệ của những cái tụi khác, nó về nó lắp ráp vô thôi. Thời buổi bây giờ làm ăn mà. Tôi thấy cái dàn xe mà của ông VinFast ra đó. Cái dàn xe mà xe nhỏ đó cực kỳ đẹp, đẹp rất là đẹp. Tôi nói mua ra thế nào tôi cũng kiếm một chiếc để đằng chạy, mình chạy trong thành phố rồi không. Tôi nghĩ là ngon, tại công nghệ nhìn đẹp lắm. Không, Thụy nói thế có cái không cái thấy... tôi theo tôi đoán nhá, nó cỡ khoảng độ 1,5 tỷ trở, sắp xỉ 1,5 tỷ chứ không có 30 ngàn US thì 700 triệu, cỡ khoảng 700 triệu, không có cái giá đấy, cỡ khoảng độ 1,5 tỷ, sắp xỉ 1,5 tỷ. Cái xe đấy nói chung là xem tất cả nội thất hoặc những cái ấy nó hơn cái xe mà Camry 2.0 rất nhiều. 2.5. Camry 2.5 rất nhiều, và Camry 2.5 bây giờ 1,25 tỷ. Thì xe đấy thì cứ khoảng 1,5 tỷ thì nó hợp lý đối với giá xe. Đúng không? Nói chung xe VinFast tôi thấy cái công nghệ của họ rất là hay, nhìn thấy rất là đẹp. Họ áp dụng những cái kỹ thuật cao và những cái mà kiểu mẫu mã đồ cực kỳ nó hợp với cái thời trang. Phải nói Phạm Nhật Vượng áp dụng và mua những cái công nghệ phải nói là rất là hay. Tôi phải nói Phạm Nhật Vượng quá hay, bởi vì làm cái gì cũng suy nghĩ làm sao cho nó phù hợp
với lại cái thế giới, cái lớp trẻ và cái trong cái nhu cầu của cái xã hội đó, cực kỳ hay. Và trong tương lai Việt Nam mình, các bạn thấy phát triển đổi mới từng ngày và từng giờ, cho nên Lợi Minh cũng kêu gọi bà con kiều bào luôn luôn mình phải tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, rất rất là tuyệt vời. Bà con thấy hiện nay những người mà những người đúng rồi, giá xe ở Mỹ rẻ, bên Hồng Kông thắng hỏi cái giá xe ở Mỹ rẻ rất nhiều, nhưng mà còn trả góp trả kiếp nữa. Đấy, Việt Nam thì bỏ. Nếu mà nói về giá xe Mỹ với giá xe Việt Nam á, tôi muốn giải thích với anh chị các bạn như thế này. Nếu nói rẻ thì không phải, nó không phải như vậy. Việt Nam mình nó cũng rẻ vậy, nhưng mà tại vì nhà nước Việt Nam mình phải áp dụng cái thuế lên đó đúng để rồi. Rằng mà kiềm chế lại, để không có nhập khẩu vô nhiều hay là sản xuất một cách tràn lan. Tại vì nếu anh chị các bạn nghĩ đi, sản xuất mà tràn lan vậy, đường xá của mình chưa có đủ, hạ tầng cơ sở của mình chưa đủ, còn trong khi đó hạ tầng cơ sở của thằng Mỹ á, nó quá ư là đầy đủ, mà nó rộng mở, nó đi trước, những cái vấn đề mà xe cộ mà với lại một cái chuyện đường giá giao thông là một phần nữa là mình phải bảo hộ những xe sản xuất trong nước đúng không? Mình bảo hộ cái ấy, ví dụ như bây giờ ông cho nhập xẻ khẩu cái xe ở bên Mỹ về, thuế má thì không chẳng thuế má gì cả, thì làm sao mà có xuất hiện cái xe VinFast được đúng không? đấy anh chị em các bạn biết phải cái gì cũng vậy, mình phải đi từng bước. Tại vì tôi nói như nói như bằng đồ vậy, bây giờ nếu mà nhà nước Việt Nam mình mà mở rộng ra một cách dễ dàng, tôi nói bây giờ ai đi ra kia mua xe cũng được, mà những cái người mà họ mua xe đời trước đó, anh chị em các bạn thấy đi, họ mất tiền rất là nhiều. Bây giờ hạ giá mà xuống là những người mà xe cái nó sẽ làm bị lũng đoạn cái thị trường mà sản xuất xe hơi trong nước. Tự nhiên bây giờ tôi nói 1 tỷ rớt xuống, 1 tỷ còn rớt xuống còn 600-700 đi, thì các bạn biết những người ta mua xe cả tỷ, tỷ mấy rồi, bây giờ người ta ngồi ta cắt rồng, các bạn thấy không? Nó như vậy là không có sự công bằng, thành ra nó phải từ từ, nó phải đi theo từ cái sự phát triển của đất nước và cái mô hình hạ tầng cơ sở. Bởi vì anh chị các bạn nên nhớ đó, hạ tầng cơ sở nó là một cái mạch máu lưu thông của cái nền kinh tế. Hạ tầng cơ sở nó cần phải hiện đại bây hóa. Bây giờ nói thằng Hải Nguyễn này, ngu như bò thì ngu như bò, ngu cái gì? Không, mình cứ ngồi mình xử động như thế mà cũng chẳng khác gì mấy thằng, đúng là như cái mấy thằng chống cực đoan nói cũng chẳng cái gì. Nói không phải có một cái lý luận gì đó, ngu như bò thì ngu như bò kiểu gì, như thế nào, đúng không? Đây, chứ bây giờ thì bảo là bó tay núi khỉ Trường Sơn, bây giờ chỉ nói như thế này, cái xe máy chẳng hạn, đúng không? Các bạn thấy ngày xưa ví dụ cái bên Campuchia nhập tràn lan không có thuế má gì cả. Bây giờ bên Campuchia mà tôi thách cái hãng Honda Việt Nam coi sang lắp ráp xe ở bên Campuchia và cái ngành sản xuất xe máy ở Campuchia có được, đúng không? Đấy, cho nên là cái chuyện cái đường xá giao thông là một chuyện, thứ hai mình phải bảo hộ cái hàng trong nước, kể cả bên Mỹ nữa thôi. Bây giờ này cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chẳng hạn, thì người ta cũng là cái chuyện mà bảo hộ cái hàng trong nước đấy. Tôi nói với tất cả các bạn như thế. Rồi xin mời anh Minh. Dạ, thì anh Bằng nói nó thấy cái vấn đề mà ngay cả Mỹ bây giờ nó cũng phải mà bảo hộ, nó tìm cách nó bảo hộ những cái mặt hàng trong nước, cho nên nó phải đánh vào cái thị trường của Trung Quốc và những cái quốc gia mà làm ăn xuất nhập khẩu nó không có cái sự công bằng trong đó. Các bạn thấy làm ăn mà, thành ra trong một lúc nào đó nó cũng phải có sự dừng lại và nó phải có cái sự kiểm soát lại. Còn nói về xe cộ thì anh chị các bạn nên nhớ mình nói là xe ở bên Mỹ nó rẻ, không phải. Cái giá đó là cái giá phải chăng cho cái người dân và mua cái nhu cầu sống của họ trên đất Mỹ. Anh chị em các bạn biết ở bên Mỹ đó, chiếc xe ô tô đó nó là một cái phương tiện để người ta đi lại hàng ngày, nó giống như cái đôi chân vậy đó. Đi ra mà không có cái ô tô là không cái để nào mà đi là mà đi xe buýt thì nó rất là vất vả. Nếu mà ở trong những cái mà đô thị như New York thì bắt buộc phải đi xe buýt thôi. Tại vì các anh chị các bạn biết á, nó quá đông người đi và chỗ đậu xe nó cũng quá mắc, cho nên người ta phải đi xe buýt. Nó xe nó cho quá nên đông. Là nói về đậu cái chỗ xe, nói về cái chuyện bảo hộ nhé. Thì hôm nay tôi đọc báo lần đầu tiên cái hội nghị APEC do 21 nước họp ở bên cái quần đảo gì đấy không ra được tuyên bố chung, vì lý do tại sao không? Vì là Trung Quốc người ta không tán thành, chỉ có một câu, mà một câu ở đấy nó có cái chuyện bảo hộ hàng hóa, tức là nói ý Trung Quốc bảo hộ hàng hóa, Trung Quốc không nhất trí. Đấy, là cái hội nghị APEC
lần đầu tiên là không ra được một cái thông báo chung đấy, chỉ là cái chuyện bảo hộ hàng hóa. Đúng rồi. Xin mời lại mình. Nghe nói là cãi vã cũng giống tới lên cái bờ tụi mà bên Trung Quốc nó làm khó bên cái ông bộ trưởng gì của cái nước chi ghê và cái nước đó, cái nước nhỏ xíu đó là nó kiếm ông đó nó đòi đánh nhưng mà tùm lum đó mà nó hung dữ á, khủng khiếp rồi chứ ông đấy, chứ cuối cùng đấy, cuối cùng chỉ ra gọi là không ra được cái thông báo chung mà chỉ ra được một cái bản gọi là tổng kết hội nghị thôi, đúng không? Cho nên là cái vấn đề nó mà anh chị các bạn bảo hộ cái hàng trong nước. Anh bằng thấy tôi càng nhìn về lĩnh vực đó, bạn thấy nhà nước mình ngoại giao quá giỏi. Bây giờ mình chỉ sử dụng cái tiếng nói của mình trên cộng đồng quốc tế. Anh bằng nhớ hồi lúc trước thằng Trung Quốc lúc nào cũng vậy, nó đi tìm cách để đặng mà nó thao túng những cái quốc gia, những cái mỗi lần mà hội APEC như vậy đó, nó lúc nào nó cũng ra đó nó làm cha thiên hạ không. Mà anh bằng thấy không, trong bắt đầu nó bị phản đối những cái quốc gia nhỏ, bây giờ ngay cả một cái bán đảo như vậy đó, các bạn New Chi như vậy đó, nó cũng phản đối ổng nữa, nó cũng phản đối thằng Trung Quốc nữa, các bạn thấy cực kỳ hay. Bây giờ tự nhiên Mỹ lại nhảy vô bảo vệ Việt Nam trong vấn đề biển đảo, anh chị em các bạn thấy không? Ngồi lúc trước thì cái tụi chống cộng Việt Nam nó nói là Việt Nam, nhà nước Việt Nam mình gọi là hèn với giặc. Bây giờ mình chỉ ngồi đó, mình ngoại giao, mình chỉ sử dụng chính sách ngoại giao để đặng mà mình đòi lại cái sự công bằng trên cái biển đảo của mình, rất là hay. Bởi vì anh chị các bạn cái gì cũng vậy, mình phải tìm hiểu để đặng mình sẽ thấy được cái niềm tin chiến lược và cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nói anh chị các bạn rất là tuyệt vời. Còn những cái chuyện trên mạng này, anh chị em các bạn mình phải cân nhắc cho thật là kỹ. Bài vở trên đây các bạn share bài cũng vậy, phải hết sức cẩn thận. Mình đừng có tiếp tay cho cái lũ phản động, bạn không thủy, đúng. Chống cộng cực đoan, đừng bao giờ tiếp tay cho chúng nó. Phải hết sức cẩn thận. Bài vở cũng nói khi chúng ta share cũng vậy, chúng ta hết sức cẩn thận để tránh những cái sự hiểu nhầm. Bởi vì tôi muốn nói anh chị các bạn, một thằng em tôi trong nước đó, mới hôm qua có người gọi cho tôi nói nó bị công an Tiền Giang bắt lên tại vì nó share bài của tụi phản động. Nó share và tôi nói cho mày đúng ngu rồi. Ai biểu mày ngu chi, tôi nói ai biểu mày ngu để cho nó học. Tôi nói kệ đó, cho nó học. Tôi nói là bảo nó là phải xin lỗi tại vì nó share bài mới mốc cái gì cũng vậy, là phải share, phải coi, phải suy nghĩ cho kỹ, chứ không phải mà những cái chuyện mà dân quan dân quyết gì mình nghe người ta nói mình không hiểu mình cũng nhảy lên rồi mình cũng xe rồi tầm bậy bạ, bị nhỏ bị mời lên mời xuống, nhỏ sợ té đái quần luôn. Thằng nhóm nói kệ nó, tôi nói nó là bây giờ là ông phải xin lỗi là tại vì em không hiểu, mà nó không biết thiệt, nó rất là khờ, nó chỉ là một người nông dân thôi. Tại vì nó lên mạng, nó tham gia Facebook á, nó bị mấy cái tụi mà chống cộng á nó đầu độc. Rồi cái nó coi nó ở quê mà nó đâu biết gì, nó thấy gì nó cũng bức xúc, nó nói theo. Nó bị mời lên, nhỏ mời lên mời xuống, giờ nhỏ sợ rồi. Nó cần phải như vậy để đặng cho nó ý thức được, nó học hỏi và nó hiểu được những cái tin gọi là tin fake news, những cái tin giả mạo. Cho nên anh chị em các bạn, chúng ta là những người hiểu biết, chúng ta lên tham gia mạng cái gì cũng vậy, mình phải góp phần xây dựng, bảo vệ cái sự bình yên của đất nước mình. Mình lên đây đừng có cái chuyện gì có tụi phản động hay là những cái tin gì đó nó không có được chuẩn, mình đừng có hoang mang, mình không biết. Với bà con mà ở hải ngoại thì chúng ta lên Đại sứ quán Việt Nam, cái gì mình không hiểu mình gọi thẳng Đại sứ quán Việt Nam, nó có cái những cái bộ, họ đều có những cái bộ ngành ở trong đó hết, người ta giải thích, người ta nói chuyện rất là professional, người ta nói chuyện rất là chuyên môn, người ta giải thích, người ta điềm đạm, người ta không có kiểu như là hách dịch thế này đâu. Tôi nói anh chị, tôi nói chuyện với họ rất là nhiều, cho nên tôi hiểu các bạn cứ gọi trực tiếp mà nói chuyện về vấn đề công dân quốc tịch làm ăn hay là mọi hình thức hết. Nhà nước Việt Nam luôn luôn tạo điều kiện. Các bạn thấy bắt Trọng giờ lên làm chủ tịch nước rất là tuyệt vời, các bạn thấy không? Đang gọi như là hàng ngày để làm cho bộ máy càng một lúc trong sạch và mạnh hơn để đặng mà lấy cái niềm tin của người dân, luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Cho nói anh chị và các bạn,
hãy tin tưởng tại sao tôi là một người ăn nên làm ra tôi thành đạt ở đất Mỹ. Mà anh chị các bạn nghĩ đi, tôi bỏ nước Mỹ, tôi bỏ hết, bây giờ cái gì cũng kéo về Việt Nam hết trơn. Tôi nói thiệt nha, tôi nói chị mà tôi tưởng tượng lúc mà tôi kéo được cái miếng đất cái nhà tôi mà tôi dở lên mà tôi đi Việt Nam rồi tôi cũng kéo đi luôn nữa. Tôi nói tôi tưởng tượng đến độ như vậy đó. Tại vì không có nơi đâu bằng quê hương tôi sống ở Mỹ. Tôi lên bờ xuống ruộng, tôi hiểu được cái chính trị của Mỹ và cái đường lối của Mỹ và cái kinh tế của Mỹ và đời sống của Mỹ như thế nào. Tôi hiểu được. Tôi không bao giờ mà cùng Mỹ mà ngồi đó đội nó trên đầu luôn. Tôi nói anh chị các bạn, đối với Mỹ ha, tôi làm với nó như vậy là có qua có lợi, tao làm công sức của tao, mồ hôi nước mắt của tao, tao làm, tao đóng thế mày. Tại vì tôi đóng thế nó bạc trăm ngàn, tôi đâu phải đóng thế ít đâu. Tôi đóng thế tôi nuôi cả đời mấy thằng bao que chống cộng đó. Ở trên cái bao thó, cái bên trên cái mạng cái này, cả Hải Nguyễn tôi nuôi cả đời dòng họ nó luôn. Tôi đóng thế, thành ra tôi góp cái phần tôi làm, tôi đóng thế cho thằng Mỹ đàng hoàng. Cho nên tôi không có sợ gì nó chứ, tôi đâu có làm gì ảnh hưởng tới quyền lợi Mỹ đâu. Tất cả những gì tôi nói lâu lắm tôi dựa trên truyền thông của Mỹ và thống kê của Mỹ. Còn ở Việt Nam cũng vậy, tôi nói cái gì cũng vậy, tôi dựa trên những gì thông tin tôi vào trong đại sứ quán, những cái thông tin tôi học và những cái vấn đề mà tin tức nó phải chuẩn mực trong những cái bộ ngành của đảng và nhà nước Việt Nam đưa ra, tôi đọc và tôi tìm hiểu pháp luật của Việt Nam cũng vậy. Chứ tôi không có đi lên trên này mà tôi nghe người này viết, nghe người kia viết, mà tôi chỉ xem qua, mình chỉ xem qua để đồng mình coi những cái thành phần họ bất mãn, họ nói cái gì thôi. Còn mình, tôi nói với chị các bạn, luật pháp như vậy, chúng ta phải đi thẳng đến những cái ban. Hello, không nghe gì. Đấy, mạng ở bên Mỹ, internet ở bên Việt Nam khỏe hơn, bên Mỹ yếu thế, đang đứng ở trong nhà mất luôn. Đứng hình rồi. Hải Nguyễn đâu, có muốn lên không? Lên thì xem cái độ hoặc có cuộc điện thoại. Thôi có khi mình ấy nhỉ, có khi là mình kết thúc chương trình tại đây đi. Rồi xin chào tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình với mình. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Xin chúc tất cả các bạn ở bên nước ngoài một ngày làm việc rất là vui vẻ. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn.